Nhìn gió lên cao. Tú gắn mày gắn qua nắng đèn chị Tú. Lòng cứ trong về một người xa cuối trời. Nhắn tin qua Zalo đi, em muốn dẫn cho bạn đây, chị Hương đang like một quá chút nữa bạn đánh ấm em nữa. Đôi lời lòng còn nhớ mong. Ngoài quỷ mày nghe mày. Em ơi. Không mà từ chỉnh cho nó mới đẹp. Mát chưa có lần mắt nó ngồi mùa thôi nó. Mày biến thái đi Khanh. Em ơi chia sẻ Hồ Thị tan hồ sơ vô kìa. Em ơi màu áo phong sương mình ước quy hoàng được bàn tay của nàng. Hát đỉ mày nghe mày. Hát là mày bè theo à. Nơi đây e ấp đôi lời lòng còn nhớ mong hoài. Trong cái chuyện hả? Em ơi. Chưa, từ. Đút thẳng vô cuống họng rồi hút kéo lên. Nuốt luôn. Thơm ghê không? Chịu 50 cây. Chị Hương nè. Hello mọi người, bây giờ mọi người nhấn share like cho Hương nha. Những ai mà có xe like á thì là chị sẽ giúp cho bạn trúng số, tắt cái đèn chùm đi Tú, cho mấy bạn được cái lọc lá. Nhưng mà duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay, mọi người phải nhấn xe like cho chị nha. Còn những người không có xe like là sẽ không được tặng dòng trúng số nha. Ủa có xe không mọi người ơi, có xe like chưa vậy? Khoan, chị đang xài Facebook, chị đang xài. Em ơi màu áo phong sương mình ước quy hoàng được bàn tay của nàng. Mốt tụi bay hát theo hết chỉ cho tao chết luôn á, thì cho tao sợ về đó luôn. Ê ê, giờ này là giờ làm, bây giờ đi chị không quét mấy thằng mặt lộn. Bây giờ nha, trong cái live stream này bây giờ chia sẻ đủ 200 chưa? Tú coi lượt xe đi Tú. Liền nè Tú rồi. Từ mày đang trong nít nào vậy? Rồi gặp chị Hương gì nói đi chị. Rồi nha. 21 xe. Sao chị nói đi. 21 hả? Mới có 21 người xe thôi. Bây giờ bạn chia sẻ nhiều vô. Tại vì khi mà chia sẻ càng nhiều, nhiều người coi. Hôm nay là sinh nhật của Chip nha. Ngày mai nha. Chầm này là còn có mấy bịch thôi mấy chị. Ngày mai mới là sinh nhật của Chip. Không có phải là hôm nay. Nhưng mà bây giờ nha, những ai mấy bạn Alo số 2 rồi ba ơi, Hồ Xuân Hương nè. Hồ Thị Xuân Hương đã chia sẻ mới tay vừa thông báo nè. Đừng có tan thích chen, tan là những xe của thường trúng số vậy thôi là được rồi. Tao buổi xem chung cũng có tên nó luôn. Bây giờ mọi người chia sẻ livestream nha, chào Hương đẹp, lúc nào cũng đẹp á, kiếm một lúc mà một phút xấu thôi cũng không có nữa. Bây giờ chia sẻ livestream nha. Trời ơi, không ai chia sẻ gì chờ như luật xe rồi Tú, phải coi nhiều người chia sẻ. Càng nhiều người xe, trời ai mà máng cái ghế con Chip mà máng tới trên trời luôn vậy trời. 28. Mới có 28 người xe thôi, những ai chưa xe nè. Khanh ơi mẹ mấy cây mà sập tóc gì nó xù đến như con đĩ điên vậy Khanh. Khanh nè. Anh ơi, màu áo phong sương mình ước quy hoàng được bàn tay của nàng. Em muốn nàng không? Chia sẻ livestream cho mọi người, sao thấy ít người xem quá vậy? Làm biến like đúng không? Phải nhiều người xem chưa? Bây giờ ai chưa chia sẻ nha, đúng 200 người xem. Mình like cũng như là mình chờ thỉnh những cái phép cho mọi người để cho mọi người được lọc lá. Mới 45 xe à, đúng 200 xe là chị mới ấy nha. Trời, khách mua đồ ăn cho chị quá trời. Ủa bà Linh nè. Chị quốc rồi. Trời
Khách, ủa lên mua bánh kẹo cho chiếc chưa? Quăng đây xuống này. Ừ. Này, cầm chạy xuống 12 giờ. Mấy đứa ngủ, cái bà cô bà cắt cái nó không có bị bơ. Đi đi Hoàng rồi, cái bánh kem nghiêng. Bây giờ nó chuẩn bị bánh kem gì vậy? Sao đi, có không đi ra cô Linh cầm cho Hoàng chở đi. Không, bánh kem chưa có giờ đâu, bánh kem giờ đem xuống sớm nó chạy. Bây giờ đem thì cho Quang đem đi trước đi, bánh kem lát chị kêu cùng đi với người khác. Từ ba đưa cho cô được. Chia sẻ ra đi mấy chị ơi, chị Hương tặng quà tặng lộc cho mấy chị nè nha, chia sẻ nhiều nhiều ra đi. Ở đâu mượn ơi, dễ thương vậy. Đứa 15 chai. Ờ, gà đi mua đi được rồi. Còn này, nó dặn 15 chai chia sẻ ra nhiều nhiều đi mấy chị. Không có, nó cho nó nít nhiều một lớp khác. Nó có 59 xe. Trời ơi, không chia sẻ. Nhấn ai mà chưa chia sẻ là nhấn xe đi. Tại vì khi mọi người xe like nhiều quá thì chị mới có thể xem được nha. Cũng như là tặng quà, rồi lọc lá này kia đồ. Thì bây giờ trong livestream ngày hôm nay, những ai chưa, hồi sáng Linh có dặn cô là gần 3 giờ mặc bộ đồ đó cho nó không? Hồi sáng đi mặc đồ gì? Áo đầm về. Vui không? Nó vui không? Không nhau hả? Kêu sao? Kêu sao? Làm sao? Đồ nó rút cái cỏ nó lại vậy. 92 cô Linh mất cười. Kệ mẹ đi em ơi, ai phát livestream là kệ mẹ nó em ơi. Chị không, nói chung là mấy bạn hãy nhấn theo dõi Facebook của chị, nhấn theo dõi các bạn. Kệ Ngọc Long kìa, em lại không tin lắm. Kệ em đi em. Mày dặn đi, mày dặn được không? Dữ dằn. Mua đêm đâu biết đâu. Chị Khanh gì vậy chị Khanh? Bệnh giấy nồi, tao hôm mới gặp bệnh giấy nồi. Cho đâu biết rồi. Mới mà. Tao có xong rồi mày chưa? Dạ. Hôm nay chị Hương ốm rồi ạ. Mua lắm á. Ăn miếng rồi. Đã quá. Ốm rồi. Ủa không đợi nước. Nó chỉ miếng nước chứ chứ vậy. Sao đi mua ăn đi. Thằng này nó phải ăn ké không mà. Tỉnh đó à. Trời ơi, ăn miễn tỉnh luôn á. Muối là người không. Hello mọi người nha. Nó muối nhuyễn hồng hồng. Anh Quang. Muối nhuyễn hồng hồng. Không, muối nhuyễn hồng chưa. Anh Quang. Anh đi đâu vậy? Chưa chiếc. Mày quan tâm Quảng gì đâu hả? Trời ơi, em kêu anh Quảng ghé nhà sách mua cho chị cái lược nhỏ nè, mốt nó lại gì. Có cái lược nhỏ đó, cái lược nhỏ bằng vàng của vợ đâu chồng. Cái lược nhỏ bằng vàng của vợ đâu. Ốm không thằng? Ốm lắm nha mà. Không, chỗ này nè, hồi qua em. Mai chừng hận miệng kỹ nha. Nó chành ra, cái mặt của nó vuông ở dưới, chị thấy không? Ừ, em không mày không học quá hả? Wow, em qua tay với chị Hương. Em còn tóc mày hết quá kìa. Cái tóc được đâu, nó nhau nhau cái đầu nó là. Nó mời em chị. Sai ra. Đừng mấy viên, mặt rồi chú. Nó chổi ra, nó chổi rồi em không? Nó trẻ hái, không có giống như chị. Nó lấy, phải lấy nhiều. Mà lấy nhiều là cái đầu nó bị. 3 sao mày chọc xấu vậy, mày chọc dẹp mặt. Ơi gì vậy em? Con người của anh nó bịch lẻ. Chị lên đây xây sinh tố cho em đi Linh ơi. Vòng pha lê 99.000 nha mấy chị ơi. 153 xe à. Trời ơi, chia sẻ nhiều nhiều đi mấy chị ơi. Cũng không tặng lộc, tặng quà, tặng tiền cho mấy chị nữa nè. Tặng tiền luôn. Đốt xe thì Dương. Đốt xe thì mày kia xe Dương. Chia sẻ nhiều nhiều đi để cho mọi người vô coi phát lộc nha. Các bạn chia sẻ mạnh lên 200 người xe thì đập điện thoại cho các bạn coi. Ủa, điện thoại của em. Gì? 200 người xe thì đập điện thoại lên. Cái em mới cho nhau chiếc mà ta tặng cho nó mặc bánh kem nha. Ta kêu là nhũ mão từ ngoài. Cô lên ngày mai đi, cô lên. Em đặt bánh kem mà. Bê đi. Bê giữ hồ chứ em. Kỳ vậy, tự nhiên sinh nhật con mà bỏng đi. Kỳ vậy, con cũng cô lên. Đi đây. Trời, bữa mới khoe ra dép thái mấy ngàn đô Trung Quốc Hồng Kông gì đó qua rồi em mỏng theo em giữ nó không xem ăn. Ngày mai là ngày em ăn, chị Linh không đi theo sao ai giữ nó. Mà lỡ nó ngủ. Rồi bữa giờ không ăn vậy, mai là ngày ăn mà. Kìa chị Hương kìa, tay chụp hình đi mất chơi lẻ luôn, ăn hoài vậy. Em mình nướng nè. Chị có đặt cốc một phẩy không chị Hương? Đẹp quá. Đẹp vậy hông? Không mà cười quá. 500 đâu mà. Nên mừng rồi đó. Cái con mai nè.
nhớ không nha. Tốt phong thủy hả? Ờ giao qua đi chị. Dễ thương quá chị. Sao chị đẹp quá hả? Chị Mỹ ghê quá. Mình ư? À, hình như em ốm cái bàn tay của nè. Bị đùi á. Trời chết rồi. Cái giọng gì mà nó nặng như vậy trời. Nạp điện thoại đi chị chờ ơi, điện thoại của em đi chị ơi. Mày chặn tên chặt tên mày chưa chặt. Chưa có lên đây nè. Sầu Viên, chị xin phép được chặn em nha. Tại vì nghe tên em nghe mùi si đào quá. Dạ. Chị chụp tấm đèn quầy đế mà không thể bút coi. Chị không chặn nó đi chị, nó không hiểu nó tính em vậy. Ừ. Chị Linh ơi. Sao cái này nó đắng quá vậy? Cái này nè, cái sinh tố sao đắng ngay vậy? Chào mấy. Ừ. Uống cao hết rồi. Đắng quá à. Đưa đây like đi, còn ít mà. Đưa người sắp đi. Like cho khách đi, cái người ta kiếm nó quá trời luôn á. Ừ. Ta chị đẹp không? Chân thì Mỹ lên ơi, để này xuống mặt lượn. Em mới cổng như đây rồi chị ơi. Like là hết đó nha. Mặn ngon mà. Hồi sáng em mới đốt mỗi chỗ một cây rồi đó. Trời ơi. Ăn cái rồi. Ăn cái ăn đi. Ăn cái mặn 700 người coi. Nó căng luôn. Nghe nè chị. Như thế gì? À, đây đây, còn nó dục. Em nghe nè. Mặn quá. Đó. Đó. Ăn chén 700 người coi. Không, chị lộn số rồi. Kiếm gì mua chiên nè. Cái này hết rồi, sao lại? Còn nhiêu đây à? Mà lại hết nữa. Chị ơi, like đi ăn quầy em thèm kìa. Kem Trần ơi, sao cứ kêu chị Hương đập điện thoại của em vậy? Cái này 50 ngàn đúng không chị? Ừ. Trời ơi mấy chị ơi, có thầy nữa nè, thấy không? Có thầy đằng trước nè. Thầy này là mình cầu gì được đó luôn nha. Quay qua đằng sau là có mẹ nè. Nhiêu được xe rồi Tú? 194 tìm con cái xe cái ngọn càng á. Cái bữa lên đầu cái bằng muối, bữa lên cái đẹp. Đáng ngát rồi. Sao chị không lột vậy? 204 bưởi nữa. Mấy bữa uống ngon, này uống như thực hình đúng không? Thôi uống tiền không chị ơi. Thôi để em uống ha. Đáng ngát rồi. Bây giờ nha, cái này là nó gần hết, nó không có còn nhiều. Thì trong cái livestream này ngày hôm nay những ai có nhóm thích trang fanpage của chị uống chị không ăn luôn á. Có quen đâu, cố gắng thôi. Muốn ốm thì cố gắng thôi, chị đâu quen đâu. Gao, kiwi rồi xài được tùm lum tùy bữa, bốn bữa. Mấy bữa ngon, bữa này nó hơi bị đắng tại có cái nhị của trái cam. Mấy bữa thì ngon như sinh tố, không có đường. Bây giờ nha, túi mua may bán đắt này là mấy bạn đem về á, mấy bạn treo cái này ở trong mà cái cửa hàng mấy bạn bán mỗi ngày mấy bạn cho 1.000-2.000 vô, nhưng mà đắt khách cực kỳ. Chị dám cam kết một điều luôn, túi này bán rất là đắt nhưng mà giá nó chỉ có 50.000 thôi. Một cái cửa hàng là mình treo hai túi là tốt nhất, giống như chỗ tiệm chị Hương là cũng treo hai túi. Đây bây giờ túi này là túi bán đắt, cho tao cùng nước đá hơi cay quá. Chị gì lấy chị giật dòng ba lê lẻ đi thôi anh. Alo. Bây giờ nha. Em nghe chị ơi, đợi xíu gọi lại nha chị Hương đang like. Giá cái này là 50.000. Ai có nhấn like em bay chị mới cho thỉnh nha. Ừ. Hai túi là tốt nhất. Em chị ơi. Ai đặt túi bán đắt nha, treo trong nhà được, khi mà treo trong nhà á thì cái túi này trời cao quá chị. Nó hút lòng, mang về may mắn. 50.000 một túi. Những người có thích trang fanpage của em mới cho thỉnh nha. Hôm nay em like hơi sớm là tại vì chú em tới trường sinh nhật con em. Thì bây giờ chị nào đặt túi bán đắt, mấy chị comment giùm em là bao nhiêu comment rồi. Mấy chị comment giùm em là túi bán đắt nha. Một người là tối đa chỉ cho thỉnh hai túi, nhiều hơn là không cho thỉnh nha. Giá là 50.000 một túi, một nhà là hai túi được nè. Hoặc là mấy cái cửa hàng, một cửa hàng là hai túi. Đặc biệt ở đây em đếm có còn nhiêu? Có số điện thoại mới chốt được nha mấy chị. Còn tầm khoảng 40 cái thôi. Chị nào lấy comment giùm em nha. Bán dĩa hè thỉnh được nè. Bán online thỉnh được nè. Bán tiệm thỉnh được nè. Nhưng mà rất là đắt. Hả? Ủa chồng ơi, cái bàn thờ ông địa sao chân nhang chồng gút hết trơn vậy? Nghe chị.
em đang cần nhiều mà anh đi rút ra chống giờ chống quắc của người ta để cái chân ngang bàn thờ đây là muốn để một năm em mới làm rút ra một lần. Đi rút sớm của người ta là nhìn nó không có sớm gì hết trơn. Em mở spa em thỉnh tượng mèo quắc đi bây giờ nha. 20 người ai thỉnh túi bán đắt comment giùm chị Hương 50.000 một túi. Nhưng mà dám cam kết với mấy bạn một điều, khi thỉnh về đắt hàng cực kỳ luôn, rất là đắt nha. Giá chỉ có 50.000 một túi thôi nhưng mà cực kỳ hên, cực kỳ may mắn mang về Đài Lộc. Mấy bạn hiểu không? Chị chớm không? Chị tên gì á? Nãy nhìn hết hồn. Ấm không? Khi mấy bạn đem cái túi này về nhớ giùm chị Hương nha, có khách đừng quên tôi nha. Chứ công tôi giúp cho mọi người, rồi tự nhiên mọi người có khách mọi người quên tôi thì rất là buồn. Đây là mình không có nói điêu. Cái nào là có làm sao, chị nói vậy. Chứ chị không thích nói hai ba lời. Thì đây á, thật sự mấy bạn biết cái sản phẩm bên chị Hương rồi đó. Mỗi lần mà chị like lên là thật sự là không có còn hàng. Lắm. À, lên về lên xây cái mới cho em đưa cho anh Phúc uống cho mày mày nè. Lên, đắng ngát rồi, đắng đúng không? Lên xây cho em cái mới này mà đừng bỏ cái đó vô nha. Bỏ nhưng mà gỡ muối ra. Bữa nay tao để nó cho nó có chất. Chứ không phải là... Ủa em ốm lắm hay sao chị còn chất trong đó nữa? Có số điện thoại mới được chốt mấy chị ơi, comment một lần thôi. Nguyễn Thị Ngọc Hiền ơi, chỉ comment một lần thôi nha chị. Một tâm. Chị ấy ra lòng bây giờ chứ chị ạ. Nó nhắm bịch 5 ngàn hay bịch ngàn? 5 ngàn hay không? Ừ, không à. Có nhiều hết nha, chứ bây giờ thợ bây giờ không có. Có nhiều hết. Một gói chị. Phải đặt trước. Ừ. Đặt trước cái đi cái chị không cho đi. Đi cái lúc đi đặt giờ. Trời ơi, giờ 40 túi rồi hỉnh quá trời rồi sao Tú? Comment một lần thôi mấy chị ơi. Ờ hỉnh quá trời rồi không? Thầy không sơn. Giảm cân bữa giờ em. Hai túi không mà không biết sao giao cho khách. Không có đủ. Đông cậu em chị em. 167 comment. Một cái túi này là 50. Là giá em sale cho mấy chị. Uống cần đi, uống cần cho tan mỡ máu đi. Tao nói con em gái uống mì tè. Nó bắt mà ăn rồi bắt mà đổ hoài á. Đổ gì? Nó không uống á, nó để. Uống mấy ngày trước. Ôi mày có uống mày muốn mày kêu bả đừng làm nữa mày. 90.000 một ngày một bình của mày với mấy mày. Nó muốn. Thôi khỏi làm nữa ơi. Đừng làm cho nó nữa. Hỏi Tú nè, cũng đem. Tú ấy cộng chỉ sau lưng mấy mày rồi. Đừng làm cho nó nữa. Mày làm 3 ly 3 chiều với em. Mày quay cho bé Tú ấy cộng chỉ qua mày để tương. Sơn uống nữa hả? Ngày nào con không đem một này lên hỏi Tú. Nó có uống không? Nó uống được không? Được. Một ký một bình gì là một ký cần hả? Nên làm 3 kg. Nhận được đi để em hướng dẫn cho chị Hương đây. Là ví dụ như em ba trường, anh Phúc và bé Mai với Sơn là 5 người là ra bao nhiêu ly? Tên Kim Cương. Bao nhiêu ký? 3 ly. Ra nãy chưa tới 2 ly. Là 3 ký, cái hồi 3 ký rưỡi tùy theo cái hồi cần nó nhỏ cần là nó không có nước gì. Em muốn cần ở mày nó em. Trời thằng Khanh mày kiếm kèm kẹp tóc chị Khanh nó sự ra nè Khanh. Nè em qua đây có kẹp đâu cái gì? Mấy chị thấy em có ốm không? Công sức như chó dại bữa giờ một tháng trời mà không ốm là chết luôn á. Ê chị ốm không cái gì? Ốm quá chị ơi. Đừng rồi. Chị cứ nại ra thì làm sao mà nó không. Ờ đúng cái đàn này lúc chúng mình bán đâu hết chị. Gì vậy? Mua cái đàn chơi. Bay lắc hả? Không hả? Có. Nghĩ sao nhỉ? Chị cái đàn gửi chị nổi đúng thình. Bay lắc hả? Mua đàn bay lắc hay gì với mấy chị? Không tính em thì tình lắm có sao nói vậy giờ đâu có gì đâu. Kẹp tóc á. Kẹp tóc chị Hương trên gỗ. Gỗ nào em lấy đi ba. Tính em thiệt cười. Sao thấy chị ít cười quá kìa. Ai chị cười thì cha chết, chồng chị đánh. Không vô là chim nữa. Ai có số điện thoại là sẽ được chốt nha. Nên mấy chị cứ comment số điện thoại giùm em. Kiểm hàng. Nhưng mà hỏi thầy thấy chị ốm không? Đúng rồi, chị cần uống giảm mỡ máu. Cần uống là giảm mỡ máu, ngày nào chị Hương cũng uống một bình. Giảm mỡ máu rồi loại đi được cái mỡ trong người mà nói chung là nó tốt. Với người lớn tuổi mà khi uống thì không bị tăng xong. Chị Hương. Nó nói thằng giao hàng đẹp trai rồi gì? Đâu, em nói cái nó giao hàng đẹp. Mày tin chị không gì? Mày... Em nghe mà. Chết mẹ mày chưa xanh. Chồng ơi,
Đừng ơi, gì ơi làm nhục cái gì. Dâm quá là gặp ai cũng hãm á. Ai đâu mà dâm. Anh Thành nó dầm 10 phút. Đúng dầm luôn, hỏi phút đi ra ngoài gặp ngoài xong rồi gặp tay rồi. Quả nó nghe em ơi. Là hai đơn mà nhận chưa Loan Kim. Thiếu đơn nào? Dòng sao đi cao vậy đâu rồi. Đừng nói tụi bay lấy tụi bay bán đó nha. Cái dòng sao đi cao chị Hương đâu. Gì kìa. Cái cục đá đi. Bé lòn đâu rồi ta. Bây giờ trong live stream này cần tàu là cần gì. Đơn 350 mà có ai chốt chưa. Chó này xuống. Mấy cái dòng mới mới rồi nọ đâu rồi đưa cho chị Hương nè. Kìa nó dẹo qua đây. Em tìm. Em tìm. Em dòng hổ á. Dòng hổ còn. Có chị uống bằng mấy cái đó đó. Chị định thay cho gì đó. Bây giờ trong cái live stream này bạn nào đặt túi bán đắt mấy bạn comment giùm chị nha. Tại vì chị còn số lượng không có nhiều. Một túi là 50. Một ngày mà tốt nhất là bạn thỉnh 2 túi. Túi này bán đắt cực kỳ. Và khi bạn có cái túi này chị Hương dám cam kết một điều, mấy bạn bán không kịp thở. Bữa chị like xong có người điện thoại chốt với nhắn tin về cho lại số điện thoại đi kiểm tra điền Lan Kim. Lan Kim ơi cho số điện thoại đi. Thì mấy bạn muốn bán đắt, mấy bạn muốn giàu, muốn có cái đường cơ nhiều, mấy bạn thỉnh túi bán đắt cho chị. Nhưng mà chị nói trước nha, chị chỉ còn có mấy chục túi thôi. Thì một người tối đa chỉ cho thỉnh 2 túi. Tại vì cái túi này giúp cho mình đắt hàng. Bánh chén có gì đâu mà chị. Giúp cho mình bán đắt hàng. Giúp cho cái đường tiền mình có. Giúp cho cái lọc lá mình chèn chề. Giúp cho em may mắn cực kỳ nha. Và đặc biệt cái túi này không có còn nhiều. Chị nào có nhấn chat thích trang của em. Cô Tú coi lượng thích trang. Chị nào có nhấn thích trang của em mới cho thỉnh nha. Đây em nói về công dụng của túi này cho mấy chị nghe nha. Cái túi này nè, ở đằng trước đó là sẽ có mẹ quắt. Mẹ này quắt khách. Ở đằng sau là có vị thần ngồi giữ khách. 4423 thích trang. Bây giờ ai chưa nhấn thích trang nè, mấy chị nhấn thích trang giùm em. Tại vì em thường xuyên live stream bên trang fanpage. Mấy chị phải thích trang. Đó, thì đây là có vị thần giữ khách nè. Ông ôm tài lộc, nhưng mà mỗi ngày mấy chị nhớ giùm em. Thịnh cái túi này về mỗi ngày bỏ vô giùm em 1.000, 2.000 gì cũng được nha. Nhưng mà em dám cam kết bán online, bán cửa hàng hoặc là mấy chị làm sale. Mấy chị để trong nhà, tiền nó vô rất là nhiều. Nhưng mà số lượng có hàng. Em mở tiệm nail em thỉnh được nha. Tiên Tiên Nguyễn nghe tên mày là đủ mấy em thấy mày sắp chầu trời rồi đó. Hai, một túi là 50, hai túi là 100. Nhưng mà mấy bạn sẽ được tặng cái dòng trúng số 550 trong live stream này nha. Rất là đắt hàng. Em dám cam kết với mấy chị. Đắt hàng cực kỳ luôn. Rất là đắt hàng luôn. Cái lá tài lộc còn không? Cho chị sắp lá tài lộc đi. Lá tài lộc á. Túi này mà một người mà thỉnh tốt nhất một cái gì là mình thỉnh 2 túi. Nhưng mà em còn không có nhiều. Một túi là 50. Đúng rồi, có thích trang là em sẽ cho thỉnh nha. Ai bấm hàng anh? Điện thoại kìa Cường. Rồi người ta lấy 2 túi quá trời luôn. Túi rồi sao Tú? Nè lấy chị lai lá này lên là hết hàng nữa nè. Phải đợi nào lai lên cũng hết lắm chị. Gì giờ sao giờ? Số điện thoại đi thì được sớm. Ai có số điện thoại là chốt nha. Giá là 50 nghìn một túi. Để lại số điện thoại đi chị. Rồi thôi em qua nha, hết hết rồi. Kìa Loan Kim kiểm tra giùm nó thôi Khanh. 079 079 856 3778. Là đặt 2 đơn mà nhận được 1 đơn. Còn 1 đơn 350 chốt rồi mà chưa nhận được. Đây, chị nào lấy túi comment giùm em túi bán đắt nha. 90, ổ lộp 50 nghìn một túi. Cái này là sale rồi đó, chứ em bán 99. Trong live này là em giảm nha. 2 túi là giảm 100. Nhưng mà khi mấy chị nhận, mấy chị sẽ bán đắt cực kỳ. Em dám cam kết một điều luôn. Tại sao nhận mà bán đắt?
Tại vì do, là mấy chị biết không? Dạ. Túi này đó là được thầy sơn phép. Khi mà nhận xong tự nhiên mấy chị đắt hàng, đắt không kịp thở, đắt không kịp bán luôn. Nhưng mà số lượng có hạn lắm. 50 ngàn một túi nha, chị nào lấy comment giùm em, cái này là túi bán đắt. 50 ngàn một túi, ship đồng giá là 50. Ai có số điện thoại mới được chốt nha, không có số điện thoại em không có chốt được. Em ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng, được bàn tay của nè. Không có cần bỏ nhiều, mỗi ngày bỏ cho em 1.000 để cho giữ khách được thôi. Nơi đây Di, mày đứng gì mày xây cái cục quà vàng ngay chỗ ông kim tiền cho nó ngay đi giùm chị đi Di. E ấm đôi lời, lòng còn nhớ mong hoài. Ở trên bàn thờ của tao mà đứa nào làm dịch luôn được hay vậy? Làm cái gì chị? Em, cái bình lụ đó tao kêu để lên trên, đứa nào để xuống dưới nữa vậy? Dành cái bàn thờ cửa hả? Ông Phúc mà chứ mày vậy đó. Em ơi, màu áo phong sương, mấy bà lấy cái mình ước huy hoàng, được bàn tay của nàng. Anh ơi nhớ các bạn thợ chị, bà nói ba không nhận được cái gì vậy? Cái gì 350 á? Làm gì có đơn là 350. Điền lại đi, điền lại hỏi đi gì? Điền lại cho chị đó nè. Nhận được, nhận bán đắt là nhận cái gì? Em nhận vòng bán đắt thì em đeo. Cái này ai có số điện thoại em mới chốt nha. Mấy chị thỉnh hai túi là tốt nhất, treo trong cái cửa hàng, treo hai bên. Nhưng mà em dám cam kết là mấy chị thỉnh về, tiền không có, em sẵn sàng em hoàn tiền. Cái này là vừa hút lọc vừa hút tiền, nhưng mà mang về cái cơ may mắn cực kỳ. Giá của nó là 50 ngàn, và em sale cho mấy chị nha. Trong cái like này nha, chị nào nhấn thích trang là em mới cho thỉnh nha. 50 ngàn một túi, chốt bên tin nhắn rồi cô chốt đơn nha. Rồi ai đặt bên tin nhắn thì cứ để comment là giùm chị nha. Nguyệt Thư rồi mày dặn giùm tao rồi, nó nói là cái miệng nó như cá trề, nay tháng 7 mày bất hiếu quá trời thiệt á. Má mình vậy thì mình im đi. Còn nó nói là cái miệng má nó như cá trề. Con giùm em vô 1 triệu mấy năm chị chửi đi chị. Em ai còn coi được ơi, khùng cái gì. Không chửi đâu, không chửi đâu. Trời, giờ này còn hỏi Linh thiệt không? Trời sao tài nhiêu không tin thì đừng có thỉnh mấy má ơi, chán quá à. Không tin thì đừng có coi luôn em. Nói chung mấy bạn cảm thấy tin đó thì mình hãy thỉnh, còn khi mà mình không tin thì đừng nên thỉnh, tại vì chị Hương không có cho thỉnh, hiểu không? Tại vì do cái túi này nè là thầy sơn cái cơ lực rất là mạnh, mấy bạn biết không, những cái danh mà bán đắt trên này nè là thầy phải vẽ bằng tay hết, cho nên nó rất là hiếm. Khi mấy bạn không tin đó, mấy bạn đừng có thỉnh, tại vì mình không tin, mình thỉnh về nó sẽ không có hiệu quả. Cái này là túi bán đắt, em nghe cái tên là em khỏi cần phải hỏi chị công dụng. Túi bán đắt thì giúp cho em bán đắt, giúp cho em lọc lá, nhưng mà chị Hương nói là số lượng không có nhiều. Thì một cái cửa hàng hoặc là những bạn bán online mà tốt nhất đó là một người sẽ thỉnh cho chị hai túi. Hai túi thì được tặng dòng trúng số 550. Dòng trúng số 550 nha. Cứ hai túi là được thỉnh tặng dòng trúng số 550. Ai đang thả phân nộ thì chút nữa chị chặn nha. Cho tại vì do hôm nay á là sinh nhật của Chip, chút nữa chị lên trường cho nên hôm nay chị like sớm. Em bán trái cây dạo em bỏ trong cái thùng tiền cho chị, rất là đắt. Nếu mà em bán trái cây dạo em bỏ thử 100 ngàn, em thỉnh hai cái túi này về đi. Nếu không đắt em nhắn tin cho chị hoàn cho em 1 tỷ. Một túi là 50 ngàn, hai túi là 100. Cái này một người em chỉ cho thỉnh hai túi thôi, 10 túi em không có cho thỉnh, tại vì không có đủ. Một người chỉ được có hai túi thôi, nhiều quá là không có nha mấy chị. Cái live stream ngày qua 1.000+ số. Trời không? Live đó qua. À khi mà em live stream á là tắt live, nhân viên em mới gọi chốt nha mấy chị. Mấy chị cứ để số điện thoại, ai có số điện thoại là sẽ được chốt. Và bây giờ mấy bạn nhấn thích trang chưa? Bao nhiêu người xem rồi? Nhấn thích trang chưa mấy chị ơi? Mấy chị phải nhấn thích trang nha. Nếu mấy chị không thích trang em không có like được. Mấy chị phải nhấn thích trang giùm em. Tại vì hiện tại em thấy có rất nhiều người chưa thích trang của em. Thích cái trang fanpage giùm em, bao nhiêu người thích từ 4.400. Hiện tại bây giờ nè mấy bạn ơi, 1.000 người đang xem, nhấn thích trang giùm em đi. Thì khi mấy chị mua 2 túi em sẽ tặng cho mấy chị một cái dòng trúng số. Và mấy chị có... còn có 7 túi nè. Còn cái gì ờ gửi cho Lucky luôn kêu 500 phút. Cái hình đó, cái này nha mấy chị phải có nhấn thích trang em mới cho thỉnh, tại vì cái túi này là ngày trước em bán là 99 ngàn, nhưng mà trong live stream này cô hỏi không hết trước đâu. Trong live stream này em sale cho mấy chị là còn, nhưng mà hai màu á nè,
500 nhưng mà này khi nữa. Chụp gì nè, cầm chụp video rồi hỏi không á. Thì em sale cho mấy chị nha. Cái này là nó có hai màu, màu vàng hoặc là màu đỏ. Nhưng mà em nói với mấy chị nè, mấy chị nhà mình có tài lộc quá, mấy chị thỉnh hai cái này về, mỗi ngày mấy chị cho vô cái túi 1.000, tự nhiên cung tài lộc nó tới, tiền bạc nó tới, giúp cho mấy chị rất là may mắn. Mấy chị comment một lần thôi nha, tại vì chị nào comment hai lần là không có được chốt đơn. Thì nó có hai màu nè mấy chị, màu vàng hoặc là màu này, thì em có thể tùy theo ship nha, nó công dụng nó như nhau, nó chỉ khác màu thôi. Họ bao nhiêu tiền nữa đây nha, chị nào lấy là comment số điện thoại giùm em, còn chị nào đặt hàng sau là không có nha. 50.000 một túi bị gì bầm nó còn bầm đúng không? Đó. Ừ, là linh có canh lượng mà đúng không? Đó chứ ba chai nó y đúng như ba chai à. Muốn ba chai hả? Một ngày đúng không em? Một ngày là đúng y rồi, nó không dư không thiếu rồi. Thử. Không đem cái gì nữa. Nếu bị sinh tốn mà không được thôi. Cái này chị cho em uống cái món. Ừ, uống thì sinh tốt không được, nó nấu đắng gì đâu. Nó có gao, kiwi, xoài nhưng mà mỗi ngày một cái khác. Ngày nào có chuối là ngày nó ngon nhất. Tại vì ngày có chuối là nó ngọt. Còn mấy ngày này thì nó bị chua chua vậy. Có cái menu được đơn dưới không biết không? Chuối, kiwi rồi cái gì á. Rau gì á chị? Rau quá xôi. Có bữa thì rau cải xoài. Rau cái này đúng rồi, da trắng đúng rồi. Cái bụng gì đen thui rồi, tại vì ốm lại á, da nó bị đùng kiểu mà mình xuống tới da giống như cưng, thử giờ cưng ốm thôi đi, cưng đen đen rồi ốm quá nó bị, chắc bé nó không đen là tại da nó trắng mà. Ơi bao nhiêu người thích trang rồi, người ta nói bây giờ kiểm tra nha, người nào có nhấn thích trang mới cho Thịnh cái túi này nha Tú, tại vì còn có mấy chục cái rồi, kiểm tra làm vậy đi. Nhiều người thích trang rồi, fanpage tôi nhắn nhiều không, đã không mấy chị mới có một, mới có 100 người thích rồi mà là tới 900 người đang xem, 900 người đang xem. Thì bây giờ nha mấy bạn ơi, chị sẽ chia sẻ cái bí quyết giảm cân của chị luôn. Thì bây giờ trong live stream này, chị nào muốn thì chị đó đặt giùm chị cái đặt chị gì quên mẹ nó ở lộn, mấy chị nhấn thích trang giờ đâu đặt gì đâu, mấy chị lộn, mấy chị nhấn thích trang rồi em sẽ chia sẻ bí quyết giảm cân luôn. Còn trong này mấy chị thấy em ốm không, bao ốm luôn, không có lựa màu được nha chị Hạnh luôn. Bên em ship ngẫu nhiên tại vì còn rất là ít, không có lựa màu được. Nhưng mà em dám cam kết một điều, mấy chị thỉnh về không hên em hoàn tiền. Một túi giá 50. Anh Duy kìa. Bé Thanh nó gọi lai lẹ hả? Thanh nó gọi lai nha, tại tiếng nó nói chuyện rõ. Mà nó ốm quá. Cưng thấy cưng ốm quá không? Cưng mập lên không được rồi. Nó như nó mới gọi là mình dây, tại vì nó ăn mà nó không có mập. Chị xíu em ăn nhiều không mập luôn. Thì nó mới gọi là mình dây. Nhưng mà nó ốm quá luôn, mày thấy nó ốm quá không? Nó ốm mà cái lưng nó bị cong luôn á. Hộp ướt không có đọc chú nha. Cô ơi, cô ở đâu thế? Cô ở trái đất con. Kỳ quá chị. Ở 331-8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kỳ. Ê, cái phụ khoa mà 79.000 còn mấy hộp rồi, đưa chị đi, chị like cho người ta. Cái này á, một túi hồi sáng có cái hộp đu đủ màu vàng ở dưới của ai vậy? Làm em ăn mẹ nó luôn rồi. Nó dở đúng không? Đúng không? Bởi vì mới nói, ủa sao bà Linh mới mua đồ ăn dở cho mình vậy trời? Ăn đu đủ, uống sinh tố, ốm, uống mập. Năm nay hả? Vậy hay lắm á. Thầy Đức nói là thầy mì gói á. Kìa anh Phúc nấu có mì. Xong anh Phúc ăn cái tao hút nước cho đỡ thèm á. Không hút mấy muỗng rồi mà. Hút mấy muỗng cho đỡ thèm chứ không có ăn, hiểu không? Thay vì ăn nguyên gói mì gói thì chỉ hút 3-4 muỗng thôi. Bao nhiêu vậy? Cái này bao nhiêu người thích chèn rồi rồi. Chị mở công ty em một túi nha. Nếu mà mở công ty là phải hai túi nha, một túi nó lại không hên. Mấy chị thỉnh một túi cái hiệu quả nó không cao. Em nói trước nha, mấy chị thỉnh một túi nó không có hiệu quả. Lúc kia trả lời chưa? Gọi bà. Gọi bà. Gọi bà tiếp. Mấy... Ê cái thằng kia mày muốn dành tất cả thanh xuân không? Tao đang like mày mở cái gì vậy? Một, mấy chị thỉnh một túi nó không có hên. Mấy chị thỉnh hai túi cái cơ lọc nó mới nhiều.
Dây này là dây trúng số tặng nha. Rồi mấy chị em qua cái này nha, hết rồi đó. Bây giờ em like tiếp cái này. Cái này bây giờ nè, cái này nè em đem về rất là ít. Cái này là viên phụ khoa 79.000. Đây em đem về được nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10 hộp. Một hộp á là 79.000. Cái này là một viên nha. Mấy chị chỉ cần sử dụng tối đa cho em 2 viên. Em nói mấy chị nha. Con chim mấy chị mà sao ra? Nó bự vậy đúng không? Thay mà cho em mượn thay mà đi tao làm mới được. Trời, cái tay người ta mà đòi làm con chim. Xích vô. Nè mấy chị nhìn nha, kẹp lại. Khi mà dù cho nó có bự, con chim nó bự vậy đúng không? Mấy chị sử dụng nè, em cam kết với mấy chị luôn. Nó nhỏ lên, nó khích chịch mà nó rất là hồng. Một viên á là 79.000. Mấy chị nhìn nha, ví dụ như này, con chim vậy nè. Nó thì giá là 79.000. Chị nào đặt là comment giùm em viên phụ khoa nha. 79.000 một viên. Nhưng mà em cam kết. Nhưng 77 rồi, lấy cái nhìn 77 rồi. Nhưng mà em dám cam kết với mấy chị luôn, sử dụng là nó nhỏ, nó khích chịch luôn. 20 lắm. Nhắn mở 20. 20B. 20B là được rồi. Ừ. Rồi xong bà trả lời thì cưng lại chụp lại là. Mẹ chỉ cho chị hôn một. Biết rồi. Hai color là hai màu á. Cái viên phụ khoa này 79.000. Cái loại này á là cái loại mạnh nhất của Thái Lan. Ở bên Thái Lan cháy hàng lắm. Hôm bữa em qua bển em lấy là 300 hộp cho mấy chị á, nhưng mà cuối cùng không có hàng, lấy về được có 10 hộp thôi. Thì đây là cái viên đặt xe khích nha. Thì phí ship vẫn là 50, nhưng mấy chị sẽ được tặng. Ê mấy tụi cưng, chốt like là phí ship 50 tặng dòng trúng số á. Hiểu không? Mấy chị sẽ được tặng cái dòng trúng số nha. Cái này là giá 79.000. Nhưng mà em dám cam kết luôn, chị nào đang bị viêm nhiễm phụ khoa hay là bị một vấn đề, mấy chị sử dụng cái này là tự nhiên cái cửa mình nó sẽ rất là nhỏ. Và đặc biệt chồng rất là mê. Hồng cô bé. Hồng cô bé, xe khích. Nói chung lâu lâu mình hâm nóng tình yêu là mấy chị lấy cái này nè. 79.000 một viên. Rồi em qua nha, tại vì có 10 hộp thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Cái lá vàng tài lộng qua còn được 50 hộp. Nè đóng hàng quá trời. Còn như đây thôi. Hai viên phụ khoa. Nó nghĩ sao tôi ốm vậy, nó comment vô chị giống đàn ông thế. Muốn đập đầu ghê luôn. Ai trời. Lon, nó comment vô chị giống đàn ông thế. Trời tên đẹp mà sao nói chị như duyên vậy em. Nguyên Nguyễn. Chị nói em nghe nè. Chị thấy gì ở tên lộn tên gì vậy? Tường Hoa Lý, chị nói em nghe nè. Chị á là ở một cái đẳng cấp mà đối với mà khi mà chị giống như là nếu mà giờ chị bỏ ra 5 phút nói chuyện với em á thì là em không có cùng đẳng cấp của chị. Tại vì giống như á, cái đầu của em á, cái suy nghĩ nó rất là tầm thường. Cái thời gian mà để chị ngồi chị nói chuyện với em thì chị sẽ nói chuyện với những người mà giống chị giúp cho người ta tài lộc. Chị thấy buồn khi mà ba má em sinh em ra trong cuộc đời. Nhưng mà rất là tội nghiệp em. Tại vì em không có phân biệt được đâu là đàn ông với đâu là đàn bà. Chắc em toàn đi chơi BD không phải không? Tại vì em đâu định hình được đâu là con gái với đâu là gì. Em nghĩ sao cái vú chị nó chèn bản gì nè. Nó nè, lắc vô cái lon coca nó còn muốn bể nữa. Mà em kêu gì giống đàn ông. Đàn ông nào mà tô son em, chị nói thiệt. Ai đặt phụ khoa comment phụ khoa nha mấy chị. Em còn 10 hộp thôi. Ai đặt phụ khoa comment phụ khoa. Phụ khoa 79 ship 50 tặng dòng trúng số. Chị thấy tội nghiệp cho ba má em. Chị nói về em 1 phút thôi chứ nói về 5 phút uổng 4 phút của chị. Cha mẹ em sinh em ra. Cái đầu em á là hơn con chó ở chỗ là biết suy nghĩ. Nhưng mà ủa nó lộn so với con chó, tội nghiệp con chó gì. Hơn con cá chùa kiến đi. Ở chỗ là em biết suy nghĩ. Mà em nhìn chị mà em kêu chị là giống đàn ông thì chứng tỏ á là ngày xưa chắc má em chơi BD rồi đi thụ tinh lên da em. Chị nói thiệt. Nhật Anh nói bạn nghe nha. Nhiều khi á mà ba má bạn có mà bây giờ mình cho ba má bạn 500 triệu nè Nhật Anh, mình chửi cái rồi mình chặn. Mình cho ba má bạn 500 triệu. Bạn đi hết nguyên cái Việt Nam, bạn gom hết thuốc ngủ, bạn mua về cho ba má bạn uống, cho tổ tiên dòng họ nội ngoại của bạn uống để mà nằm mơ cái giấc mơ được cái mặt như mình. Sẽ không bao giờ có được, bạn hiểu không? Mình cho bạn 500 triệu để bạn đi mua. Bạn kiếm ba má bạn uống hết thuốc ngủ của Việt Nam, uống mà đến tử vong luôn á. Để mà kiếm được một cái gương mặt giống như chị là không bao giờ có.
trước khi á mà mình muốn nói người ta là đập mặt đi rồi làm lại đi thì mình á phải coi lại, hiểu không? Ngay kể cả cái avatar mà bạn còn không dám để nữa thì bạn nghĩ bạn nói gì ai? Bạn nhìn bạn để avatar để gì? Để cái hình thằng nhóc quay lưng, nghĩa là cái mặt bạn nó giống như con gì không biết, con gì không, so sánh với con chó thì tội nghiệp con chó. Tháng 7 mà chế rồi thôi, nói gì mọi đứa 1 phút thôi. Nói nhiều quá uổng 4 phút cuộc đời của chị. Nha. Phụ khoa là 79.000 một viên, nhưng mà em dám cam kết một điều, mấy chị sử dụng không hiệu quả em hoàn tiền. Rồi 1K1 người đang xem, mấy chị ơi nhấn thích trang giùm em đi, nhiều người thích từ Tú. Mấy chị phải có nhấn thích trang em mới cho đặt nha. Ship 50 nhưng mà em tặng cho mấy chị cái dòng trúng số và em dám cam lấy cho chị xét son 6 cây đi Cường. Em dám cam kết với mấy chị luôn. Trời, nghĩ sao avatar chính chủ đấy mày. Trời, nói thiệt nha, nhìn cái avatar mày hung con nhỏ này vậy. Trời, thấy ghê quá. Già yeah. Già mà xấu trời. Thay vì thời gian mà lên đây núp giấy đàn bà hay lên đây kiếm lông nách của tao á, mày đi kiếm tiền để cho vợ mày nó xài đồ xịn đi. Hoặc là mình đi kiếm tiền để cho vợ mình nó có tiền nó mua những hộp sòn giống vậy này đeo. Chứ lên trên đây mà sân si với đàn bà làm gì, làm đàn ông. Mình làm đàn ông mà người ta nói là đàn ông. Đàn ông thì phải là cứng, phải là trụ cột, phải là một cái bờ vai vững dựa cho người phụ nữ. Trời đất ơi, làm đàn ông mà tối ngày đi má muốn đi hửi quần xì đàn bà không à. Làm thợ bạc tại nhà thỉnh cho chị hai cái túi bán đắt nha, bán rất là đắt. Rồi bây giờ trong cái like này nè thì chị còn sót lại được 50 lá gian tài lộc, chị ưu tiên cho ai? Mấy bạn chưa có tiền, mấy bạn chưa có lộc, mấy bạn chưa có được cơ may, mấy bạn chưa có mua may bán đắt, mấy bạn không giữ được tiền, mấy bạn thỉnh cho chị lá gian tài lộc nha. Nhưng mà chị Hương nói luôn, mỗi người tối đa chỉ cần 2 lá, một lá là sẽ bóp điện thoại và một lá là bỏ vô trong bóp. Tiền về ngập tràn. Nếu như mấy bạn muốn tiền nhiều giống như chị Hương, mấy bạn thỉnh cho chị 2 lá gian tài lộc nha. Rồi bây giờ ai đặt cái này comment giùm chị là lá tài lộc. Ngay trên đây có ông thần tài lộc cầm cái túi như ý nè mấy bạn, giúp cho bạn lọc lá rất là nhiều nha. Lá tài lộc giá là 79.000 một lá. Một người tối đa em chỉ cho thỉnh 2 lá thôi nha. Em biết mà chị, nhiều khi ghen ăn tức ở. Bởi vì em chỉ thấy không, em đâu nói gì nó 5 phút, em nói gì nó 1 phút thôi. Nói 5 phút là uổng 4 phút cuộc đời của em. Nhiều người thích chen rồi. Đó thì bây giờ nha, chị nào thỉnh lá tài lộc và tối đa chỉ cho thỉnh 2 lá thôi nha. Tại vì bản thân của em nè, em nói với chị nghe nha, em sử dụng 2 lá, 1 lá em bỏ ớt và 1 lá em bỏ bóp. Tự nhiên em thấy hên lắm á chị, em nói thiệt. Em thấy hên lắm, em thấy tiền vô mà. Nói chung là lọc lá rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, nhưng mà em dám cam kết với mấy chị luôn. Nếu như mấy chị thỉnh về, hôm qua em đặt hàng buổi tối đúng không? Lan Vũ là nhân viên của chị đang gọi chốt qua tới 1000 mấy số luôn. Cái dòng vàng này chị đeo là dòng Bát Nhã Tâm Kinh nha, giá là 200.000 một vòng. Dòng vàng ở trên mà trái tim mấy ngôi sao là không có bán. Nè, giá của cái này á là 200.000 một vòng dòng kinh Bát Nhã. Lá tài lộc mấy chị chỉ thỉnh tối đa một người được 2 lá thôi. Nhiều hơn là em không cho thỉnh nha. Tại vì á, cái lá tài lộc này nè, nó giúp cho mình lọc lá, nó giúp cho mình mua may bán đắt, giúp cho mấy chị cái gì cũng được, giúp cho mấy chị tiền bạc nhiều ơi là nhiều. Và em dám cam kết với mấy chị luôn, mấy chị thỉnh cái lá gian tài lộc này về, mấy chị không có dư, mấy chị đến với em, mấy chị nhận ngay 500 triệu. Em nói mấy chị nghe nè, gạt nhiều, chứ không có ai mà gạt mấy chị yên chi mà. 1-2 ngàn là bịch gì? Vậy lấy bịch ngàn đi. Bịch ngàn. Nói chuyện đi. 79.000 một lá nha. Tối đa chỉ được 2 lá thôi chứ em không có nhiều. Và em dám nói với mấy chị luôn, không có. Rồi, giờ anh đi ra bánh hồng anh đó. Đi 500 đó. Em nói với chị nghe nè, lừa nhiều chứ không có ai mà lừa mấy chị chi mà nhiêu cái này nhiêu quên là 79.000. Không có ai mà dại dột mà đem 79.000 ra đánh đổi với 500 triệu. Em dám cam kết với mấy chị vậy luôn. Không có một cái chỗ nào mà bán hàng mà bao đổi trả như bên em. Bên em là khi mấy chị nha sử dụng mỹ phẩm mà không hiệu quả là em bao đổi trả luôn.
không bay màu nha em, dòng này 200, dòng Bát Nhã Tâm Kinh không bay màu. Còn chị nào đặt lá gian tài lộc mấy chị phải có số điện thoại, không có số điện thoại em chốt không có được. Em mua một lá cũng được, nhưng mà một lá thì cái lộc nó không mạnh bằng hai lá. Tại vì bản thân của chị sử dụng hai lá thì chị chia sẻ hai lá, còn em muốn sử dụng một lá là quyền của em nha. Thì một lá là 79 ngàn, hai lá là nhiêu? Hai lá là 154. 79 với 79 158, 158 ngàn, phí ship 50. Võ Đình Toại, nghe tên mày thấy là cuộc đời mày sắp chết để được tội nguyện rồi đó. Đặt 2-3 món gửi chung luôn, đỡ tốn ship được không chị? Đưa cưng, em đặt bao nhiêu món ship cũng là 50, bây giờ đặt 10 món ship cũng 50, mà đặt 20 món ship cũng 50. Đưa cho chị 5 chai sẹo lòi để chị sẹo ơi. Hết rồi đó. Đưa đây, đưa nguyên lốc ở đây, còn mấy chai chị sẹo cho người ta đi. Gian tài lộc là 79 ngàn nha mấy chị. Gian tài lộc là 79 ngàn nha. Quán cắt tóc mà em muốn đông khách cực kỳ, em thỉnh cho chị Thượng Thần Tứ Diện, đông ơi là đông luôn. Tại vì Thượng Thần Tứ Diện á là có bốn mặt đó, quá chưa cho em từ đông tây nam bắc, cho nên em sẽ rất là đông khách. Em không có nói điều với mấy chị, cái nào có sao em nói vậy, tại vì do hôm nay là sinh nhật của con gái em, chút em đi lên trường của nó, cho nên em like sớm cho nè. Dây đỏ cô đeo hả, là dây này đúng không, dây phong thủy 99 ngàn. Hồi tối chị đặt hai lá gian tài lộc, nhân viên em đang gọi chốt á chị ơi. Nếu mà hết hôm nay chưa được chốt thì ngày mai chị comment lại, tại vì nhân viên em đang gọi chốt. Nhân viên em đang gọi chốt tại vì hồi tối tới 1000 mấy số luôn. Này bạn chị chưa? Ai vậy? Cho em muộn hay gì muộn không? Không nha, chỉ xúc thôi, không phải biết thôi rồi chứ không phải là bạn. Cái này mà tốt nhất mấy chị thỉnh cho em hai lá nha, một lá bỏ bóp, một lá bỏ ốp. Và em nói luôn, chị nào đặt gian tài lộc phải để số điện thoại, tại vì em còn rất là ít. Giờ dòng Bát Nhã em cứ để số điện thoại là nhân viên em ấy nha. Nhật Anh đâu, chị lóc nó rồi cưng. Quán cà phê mà thỉnh Tượng Thần. Ê Tượng Thần cái gì, còn mấy cái lấy cho chị đi gì? Em cho mấy chị coi cái này nè. Đông ơi là đông luôn. Mấy... có rồi. Mấy chị nha. Nở ngực hả? Chị có thuốc nở ngực nữa nhưng mà nó chưa về. Thuốc nở ngực đó là 35 ngàn bịch. Còn cái liệu trình mà nở ngực, một liệu trình của nó 3 bịch là giá 100 ngàn. Cho chị cái hộp kem nở ngực đi. Cái này em nói mấy chị nha, Tượng Thần Tứ Diện này nè, những ai mà có quán, đặc biệt là shop á, mấy chị thỉnh về. Tại vì Tượng Thần Tứ Diện này có bốn mặt nhìn ra đông tây nam bắc, sẽ quất khách từ bốn hướng về. Nhưng mà ác một cái em không có dám like, là tại vì em còn có 5 tượng thôi. Khanh kìa, quăng mặt Khanh đi cho bớt không. Một tượng giá 250. Hôm bữa quản lý nào chốt đơn cho em dạ lành, em chụp hình cái hộp hàng em gửi cho chị coi. Một cái này á là 250 nha, Tượng Thần Tứ Diện, nhưng mà em không có còn hàng, em còn có 5 tượng thôi. Thì em ưu tiên cho 5 chị nào mà đang bán ế quá, 5 chị nào mà đang nghèo quá, 5 chị nào mà mở tiệm ra không có khách. Mà 250 một tượng nha, nhưng mà còn có 5, cái này còn 5 tượng hay gì? 5 tượng hả? Hết luôn rồi, còn có 5 tượng thôi. Quán nhậu thịnh cái này về nè, nó quất khách từ đông tây nam bắc luôn. Ở bên Thái với bất cứ cái cửa hàng nào, mấy chị hỏi mấy Khanh đi, qua bên đó cửa hàng nào người ta cũng có Thần Tứ Diện. Tại vì người ta để trong quán để cho quay mặt ra bốn mặt. Mấy chị comment giùm em Thần Tứ Diện nha, comment giùm em Thần Tứ Diện nha. Tượng là phải comment giùm em Thần Tứ Diện nha. Tượng Thần Tứ Diện này là 250 một tượng. Tượng thần này về để trên màn thờ, để đâu cũng được, để trên cao. Mỗi ngày mấy chị cúng giùm em một ly nước lọc nha. Tượng Thần Tứ Diện này bốn mặt quá khách. Nhưng mà comment là Tượng Thần Tứ Diện nha em, chứ lấy một tượng bên chị nhiều tượng lắm. Em muốn được chốt đơn em comment giùm chị là Thần Tứ Diện, nhưng mà em còn có 5 tượng thôi nha mấy chị. Cùng tương tác với lại Hồ Thị bữa xem chung đi. Bữa xem chung mà. Có. Mới ra mới ra. Cái này chết mẹ ơi, giờ người ta thỉnh tượng quá. Mấy chị phải comment là tượng thần, giờ người ta thỉnh này rồi còn mấy gái gì? Này còn mấy gái? Này còn mấy gái? 5 cái hả? 5-6 cái hả? Chết giờ. Tượng Thần Tứ Diện là 250 phải không Tú? Mà còn ít tới rồi giờ sao lại?
Trời ơi, bữa xem chung ta đặt chung mỗi gì chứ lá nhà anh Tài Lộc có chợ nè. Ờ, cái gì không? 4629 là thích kia nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị muốn thịnh phải thích chết rồi. Bây giờ em xin lỗi là em không có còn nghe. Cái này là 250 một tượng. Dì dì, đứng lên đếm cho nó cho chị đi dì. Tượng là có gì nè, 250 nhưng mà em không có còn hàng mấy chị ơi, còn có 6 tượng thôi. Tại vì em nói mấy chị nè, bên đây á là tượng thần này cầm cái quạt đắt khách nè, còn bên đây là cầm cái quạt giữ khách. Bốn mặt, trời mày đi cái gì muốn sập luôn cái nhà 6 tỷ tao giờ mỹ gì. Thì đây là nha, một cái đây là quắt khách, một đây là giữ khách, nhưng mà tượng thần này rất là hiếm, không có còn nhiều. Rồi giờ làm sao mấy chị, em la em gầu lên luôn á, nhiều khi em muốn giúp mấy chị mà thầy Sơn không có kịp. Rồi giờ sao anh? Bà bỏ tiêu ok chưa? Mày ho cái gì mà đủ má thì cứ. Chị hỏi mày nè, bây giờ cái này không còn hẹn rồi sao? Giờ ai ra? Chết rồi giờ, bây giờ không còn tượng thần rồi sao? Còn mặt mấy này nó mụn. Bây giờ ai gọi điện chú không? Bố chị chẳng gì? Lộn, ai đặt để số điện thoại gọi điện nghe máy chốt trước nha. Thì uống nước gì? Bây giờ người ta lấy cái này quá trời rồi sao? Không có còn hàng nè Lon. Cái này sao này còn có 6 tượng à? Nhiều gì? Mày bỏ đất nó lên nè con. Rồi dịch đất nó đi. Đừng có bóp nha con, có chị á. Bỏ đất lên. Chính giữa con. Tượng thần tứ diện là 250, mấy chị để cho màn thầu ông điện rất là tốt. Nhưng mà em nói mấy chị nghe nè, em làm gì em làm chứ em cũng giữ lên một tượng à. Tại vì nhiêu cái này nữa, cái này nữa. Kề Khanh sửa hát rồi Khanh. Nhiêu? Không có còn nhiều, còn có 6 tượng à. Rồi ai chửi kìa, ai kêu mày coi mà mày nói vậy, thằng mặt lộn kia biết mày. Cái này là giá là 250 nhưng mà em còn chết mẹ rồi. Sửa áp chưa Khanh? Sửa đi để tôi nói ra đơn bây giờ. Bây giờ làm sao Khanh, Tú, giờ tao còn có 6 tượng mà cái này bán đắt thiệt. Tao cấm tụi bay lấy cái tượng cho màn thờ của tao xếp cho mấy thằng mặt lộn. Đủ má mà hết lấy tượng của tao xếp tao chửi chết mẹ nha. Bây giờ mấy chị phải thích Trang em mới cho thỉnh nha. Nay live sớm gì chị? 12:30. Tại vì chị live sớm biết chi không? Live sớm nghỉ sớm lên trường ăn sinh nhật con gái. Hello cô Hương con đỉ mẹ em. Mày tao kêu mày đi mua bánh chén mày vô đó mày hello cô Hương thằng mặt lồn. Tính tao không kiếm 10 phút mới chạy. Thằng mặt lồn mày đi lẹ. Bị chồng bạo hành hả? Lấy dao đâm nó chết mẹ nó đi chị. Em nói giỡn thôi chứ bị chồng bạo hành dùng phấn hồ ly đi mấy chị. Phấn hồ ly đâu rồi Khanh? Nè mấy chị, bây giờ em nói nha, tượng thần có gì chị nào đặt phải có số điện thoại mới chốt không thôi là hết. Bao nhiêu lượt hết gian rồi Tú? Không có lên được miếng nào hết trơn. Mày thoát ra mày vô lại đi, nhiều khi người ta có thích đó. Trời mới có 2 người thích kìa. Có ai gọi chốt khóa trường mệnh chưa? Bây giờ đặt khóa trường mệnh phải chờ nha. Nói với bà đứa chốt lại đi là khóa trường mệnh. Cái này lại làm gì? Liễu Thanh đâu nè? Bé Lam. Dòng khóa trường mệnh còn đó nha. Ở đời nha. Ý là nói còn nhưng mà chờ giùm mấy ngày. Tượng thần tứ diện. Giao chém vía là 300 hay 400 vậy hả? Giao chém vía 400 mày báo người ta, 300 mày báo lộn rồi đó. Ủa giao chém vía nhiêu? Em làm báo gì đâu chị? Ai vậy con nào? Ai báo rồi? Báo đúng mà. Nhìn vô áo em mới báo. Coi bao nhiêu người thích được kìa. Set son hả? Giờ chị lên nhưng mà chị không có còn nhiều nha. Đây, set son sơn phép, đưa chị cái set 150 thôi gì. 4641 à. Ê, cái hũ tẩy trang nó để riêng cho đi. Rồi mấy chị ơi, em lên từ từ đi chứ mấy chị hói quá, biết đường đâu lên mấy chị. Bây giờ đầu tiên lên kem nở ngực trước nha. Kem nở ngực nè, em lên trước từ từ nha. Đây là một cái loại kem xài cho vú bự. Mấy chị có thể nhìn cái vú của em. Đây. Em đang không có mặc áo ngực nha, nhưng mà rất áo ngực nha, nhưng mà rất là bự. Thì giá của cái này là 185, cái này còn 5 chai, 7 chai. Gì? Này còn được mấy chai? 7 chai, nhiều vô. Cái này còn 7 chai vậy mấy chị. Trời lai tàn hàng hết không vậy trời.
kem nữa, ngực mấy chị sử dụng. Nhưng mà đặc biệt nha, khi mấy chị sử dụng nó kích thích những cái collagen trong vú của mình, nó làm cho cái cơ vú mấy chị bự lên, nhưng mà đặc biệt là nó lại không có bị teo, có bị teo lại. Nhân viên của chị đang gọi chốt nha Lan Vũ ơi, em đặt trong live tối đúng không, bây giờ bắt đầu nhân viên nó đang gọi tại tới cả ngàn số. Kem nở ngực, thuốc nở ngực nhiều. Nên em kem nở ngực là 185 đó. Thuốc nở ngực. Thuốc chưa nhập. Nhập kem hỏi nhanh vậy. Ra nhiều lắm nè. Tao chưa có nhập áp, bây giờ chưa nhập được đâu, giờ đang like rồi sao nhập, lát tao phải tắt like Khanh nó mới nhập được. Khanh giờ nó mới nhập được, nó không có hình gì đâu, hình bên hôn hết rồi nó mới nhập được đâu. Là chưa có đăng mại, chưa có công dụng gì, tự nhiên mày bán kem đi. Tự nhiên ta nè, dưới thuốc nữa ngồi luôn tại chị đang like á. Chị Hiên Cúc Vàng ơi, chị để số điện thoại đi em kiểm tra, lỡ chị đặt mấy quản lý là sao? Thuốc nữa ngồi có 1 bịch là 35.000, em mua 3 bịch là liệu trình của nó 3 bịch đó là 105. Là đang có giảm giá đó, em đặt bao nhiêu bịch thì em cứ comment. Rồi một chút mới nhập được. Cưng vô một viên cái thuốc nó ngọt 35 nghìn. Điều trình của nó không nhập bịch. Rồi nhập đi, nhập lên tụi nó kìa. Đúng không? Hình lấy chị gửi cho cưng 35 nghìn bịch. Thuốc nó ngọt là 35 nghìn bịch. Nhưng mà người ta mua 3 bịch đó thì là liệu trình còn 105. Hiểu không? 35 nghìn cưng. Đây ai bật cái gì vậy, ai vậy, dông đâu vậy? Chồng yêu của chị á. Con trai BD xài cái này nở nha, BD xài vẫn nở nha, tại vì nó kích thích những cái collagen. Ừ, nó kích thích những cái collagen. Ở bé Lon có cái hình thuốc nữa ngực mà bé Lon gửi cho bé Khanh nhìn đi, mấy cái hình bữa chị gửi cho con á, hình mà sản phẩm mới á, có cái túi á, con gửi dùm cho bé Khanh đi. Dòng trúng số là tặng không bán rồi, thuốc nữa ngực em qua nha, tại vì hết. Giờ like tiếp phép đi, phép like cái gì nữa trời. Trời, cái nào cũng hết hết á. Mấy giờ đi chị? Hử? Mấy giờ chị? 2 giờ. Like tới 2 giờ rồi. Ừ. Rồi cái này còn mấy cây nữa like cho hết đi. Đây cho map còn không? Cái này là gậy như ý. Ở nhập chứ. Bấm ơi. Gậy như ý lớn nha mấy chị, lấy cái này là phải comment giùm em gậy như ý lớn nha. Gậy như ý này nhập đi. Gậy như ý này á là giá nó là 1.299.000, nhưng mà trong livestream này em còn 8 cây, em sell cho mấy chị là còn 129.000. Gậy như ý 129 nha, còn đúng 8 cây. Bây giờ cái túi á, ừ, gửi cho mấy anh đi. Cái này nha. Em nhận đúng cho mấy chị là chỉ có 8 cây thôi. Em cam kết với mấy chị. Mấy chị thỉnh về. Sao mày gửi qua đây? Chị gửi vô nhóm. Mấy chị thỉnh về là mấy chị sẽ được như ý nguyện. Cái gì cũng được suôn sẻ, cái gì cũng được tài lộc. Nhưng mà em còn có 8 cây thôi, không có nhiều nha mấy chị. Đây em mở ra cho mấy chị coi. Có ai chốt đơn cho em chưa? Thuốc nở ngực mấy chị đặt phải chờ, gậy như ý. Gậy như ý comment giùm em gậy như ý 129 đi chị ơi, một cây. Em đúng 8 cây em ngon nha. Cái này cũng như cây gậy như ý nhỏ nhưng mà nó mạnh hơn. Rồi hai một cây gậy như ý. Comment giùm là gậy như ý 129 đi Lê Loan ơi, comment một lần. Kem nở ngực là 185.000. Bây giờ nha, mỗi ngày mình ước nguyện cái gì, mấy chị để cái bàn này ra đây và sau đó vuốt lên trên chén y chang cái cây gậy nhỏ kia, nhưng mà cái này nó sẽ mạnh hơn. Cái này là chỉ có là 8 cây thôi, em nhận đúng 8 người. Chị nào lấy gậy như ý 129 comment giùm em gậy như ý 129 nha. Gậy như ý này là 129 rồi, Lê Loan một người nè. Ai lấy cái này là comment giùm em gậy như ý 129, em chỉ có 8 cây thôi. Rồi Thanh Thảo hai người, 8 cây là em qua, không có dám like nhiều tại vì số lượng nó có hạn. 3 người rồi, chỉ có 8 cây thôi à. Giờ người ta đặt cái gì nữa nè. Gậy như ý này 129 rồi, 4 người em qua nha mấy chị tại vì hết rồi. Kiểm tra đơn đi không? Chị chốt thì chị đặt cái gì á? Cho số điện thoại kiểm tra đi không? Rồi hết rồi. 8 người đủ rồi. Từ em bây giờ nè, chầm mày kêu tao like, còn có mấy bịch rồi kêu like lên ai lấy. Bây giờ nó cứ kêu em like mà còn mấy bịch thôi em like luôn. Giờ
Cái này đó là giá nó là 75.000 một bịch. Một bịch của nó là gồm 100 nụ chầm. Nhưng mà mấy chị thỉnh hai bịch là mấy chị sẽ được tặng dòng trúng số 550 nha. Và em dám cam kết một điều, nhà ai mà nguyên cái gia đình, ví dụ như mình làm ăn xui quá, nguyên một cái nhà ai làm ăn cũng không có khá, nguyên một cái nhà cứ gặp lục đục, cha đánh mẹ, mẹ chửi con, hay là con hỗn với cha, mọi vấn đề trong gia đình mấy chị thỉnh cho em chầm. Em dám cam kết với mấy chị một điều, khi mấy chị đốt chầm lên trong nhà sẽ rất là ấm cúng, mà cái gia đạo làm ăn rất là tốt. Đặc biệt cái chầm này đốt lên, cái người nào mà nghe được cái mùi chầm này á là sẽ làm ăn được cả năm trời luôn. Đây là một loại chầm tẩy uế và kích vận cực kỳ may mắn. Kích vận cực kỳ may mắn nha. Giá của nó chỉ có 75.000. Mấy chị mua hai bịch là sẽ được tặng một cái dòng trúng số 550. Nhưng mà trong livestream này em nói luôn nha, tại vì số lượng không có nhiều, số lượng lại không có nhiều nha. Chầm là 75.000 một bịch. Chị nào đặt thì mấy chị comment giùm em số điện thoại. Chầm này 100 nụ chầm, khi mấy chị mua là không có số điện thoại chốt không có được, chị nói trước nha. Khi mấy chị mua là nó sẽ có một cái chén để mình đốt chầm. Mấy chị thương em, mấy chị nhấn xe giùm em, nhấn thích trang giùm em. Mấy chị phải nhấn thích trang và nhấn xe giùm em một lần. Khi mấy chị có xe, mấy chị có thích trang thì em mới là tặng dòng cho mấy chị. Tại vì em thường xuyên like bên trang fanpage, mấy chị phải nhấn thích trang giùm em nha. Chứ những người không thích trang em không có cho thỉnh. Và trong cái like này nói mấy chị nghe nè, em đi thỉnh đồ một lần cả tỷ và lỗ chứ không có lời đâu. Về đây mấy chị nghĩ đi, thỉnh một lần cả tỷ mà về đây cho mấy chị thỉnh bịch 75.000, em lời có 5.000 bịch. À, bên em tặng là tặng dòng trúng số, còn mấy chị không lấy dòng trúng số là thôi, em không có tặng dòng khác được nha. Bên em chỉ tặng dòng trúng số tạo lộc cho khách thôi. Còn nếu mấy chị không lấy dòng trúng số là sẽ không được tặng dòng khác. Bên em chỉ có tặng dòng trúng số hoặc là dòng em bé. Dòng em bé hoặc dòng trúng số. Lúc kỳ sao rồi? Đúng rồi, sao tao ở nhà tụi bay live bình thường, tụi bay game bay tùm lum mà tao đi, tao kêu tụi bay game, tụi bay game kiểu kỳ cục vậy. 949. Mày đó. Hả? Tao hỏi mày nè, sao tao ở nhà mày làm live bình thường mà tao đi tao kêu mày làm live mày làm như cái lồng què là sao? Thôi chị. Thôi má, con đang giảm cân má. Chầm hai bịch ăn mấy cái snack này mập chết mẹ luôn. Đó, ngon bây giờ nha, ai đặt chầm buôn bán ấy ẩm thịnh chầm về rất là đắt á. Rồi bây giờ mọi người bao nhiêu lượt xe rồi Tú, mày không coi xe Tú. Chầm này là 75 chết mẹ giờ tao chầm quá trời không phải like mày kêu tao like gì sao mày nghiệp ghê khanh. Đúng rồi, người ta gửi tiền thì có lên thấy di động lấy. Lấy tiền nữa, gửi tiền nữa. Giỡn với học sinh. Chầm hai bịch. Dòng tay tì hưu lớn đeo vừa không cô? Giỡn với học sinh đúng không? Lát nữa nhân viên chị gọi chốt nha Minh Diệu. Gần 500 lượt xe rồi hả? Vậy thôi đừng xe nữa mấy bạn ơi, nhấn thích trang đi. Bây giờ có cách nào cho người ta xem nhiều mà đừng xe không mấy chị? Xe nhiều quá sập fanpage. Chầm là 75.000 bịch. Mấy chị xe một lần thôi đừng có xe nhiều. Hỏi bà hâu tham đi. Bác cứ không trả lời. Trả lời rồi, hâu tham đi. Chầm bây giờ người ta lấy chầm quá trời rồi, giờ chầm đâu xếp. Đứa nào kêu tao lại, kêu tao lại chầm gì vậy? Hết rồi ba ơi. Thơm mà. Chầm đi thơm bà. Cái gì? Phấn bột gì vậy? Mà ai kêu tao lại chầm gì vậy? Hết chầm rồi giờ sao? Em nè. Em nè. Nhưng mà ai kêu tao lại chầm gì vậy? Thơm mà. Biết là thơm mà giờ còn mấy bịch giờ tao. Không được. Quá em chi chồng đánh là đúng 900 mấy mà rồi Linh. Phép của chị em lên thế giới di động em lấy hả? Em nói gì kỳ chị? Phép ta giao tới nhà chị mình lên thế giới di động lấy gì? Em đã nói với bà từ đầu là giao tới nhà bà rồi từ bên. Tự nhiên cái bà hỏi em á, ủa chúng phải mình lên thế giới di động mình lấy hả? Lấy gì chị? Tại vì bà khùng với chồng cũng phải. Lên đi theo nghe nữa sao lên thế giới di động quá. Cái nhân viên gì nó đọc rồi chứ. Người ta thỉnh phép rồi lên thế giới di động lấy. Đâu
nó nói người ta tao biết không, nó nói là chị khùng quá bởi vì chồng chị đánh chị, đúng rồi, mắc cười quá. Kệ chàm này thơm lắm, hạnh gia đình hạnh phúc thấy rõ luôn, đọc từ đầu cho tới cuối à. Đọc cái gì mà đọc chữ ba hai chữ đầu đâu má, tao mày đọc lại cho con nguyên cậu ơi. Em thỉnh chàm rồi nè, thơm lắm, gia đình hạnh phúc thấy rõ luôn. Nhấn hết trang giùm em đi, kênh năm vòng còn nè, kể như ý hết nè, để bệnh cho con mau có con. Thỉnh dòng ước nguyện đi em, dòng pha lê hoặc là thỉnh hộp ước 150. Hi hi chim anh nè ơi, hết đau chưa anh nè, vú bự hôm nay sinh nhật của chiếc ở trường á anh nè. Làm gì đi hút mỡ hả? Hút mỡ bụng bơm vô đất chơi giống kim siêu dùng ba. Anh nè hết đau chưa? Hôm nay sinh nhật của chiếc nè, hôn làm sinh nhật cho nó trong trường, ngày mai làm ở nhà hàng. Tao mà quay quan thanh cái nhiều khi anh nè nó đi ra anh khỏi coi là chiếc tôi bị khủng. Gái mà mút nó thấy sợ. Còn đau kìa. Còn đau đau quá. Thì anh nè gán đi mút đít anh nè, nó bự. Nó bự giống như anh nè ngồi xe là nó bự từ ghế trước bự tới ghế sau. Vậy anh nè đi bơm đít hả? Ừ, hút hút mở bụng bơm vô đít. Bịch 75 ngàn em ơi, đủ má chị nói rồi em hỏi hoài vậy. Chị thăm nách Thái Lan là, chị thăm nách Thái Lan là đào mày 135 ngàn. Chip bít đây hả? Ok anh nè, gửi đồ cho chip. Đồ còn quá trời rồi má, khỏi gửi đi má. Biết đây đồ còn à, anh Phúc ơi, anh gửi ti mua giùm mấy mai cái hộp điện thoại đi anh Phúc. Một cái gửi hình cho anh Phúc, thì anh Phúc gửi cho chị, anh Phúc mua giùm cho. Anh Quốc nè, anh nè mà đích bự lên chắc anh Quốc mê lắm ha. Cô like sớm thế, hôm nay con đi học mới về, giờ con mới coi. Một cái màu hồng thôi, để mai nó gửi hình qua cho. Để nó gửi hình qua cho. Nó không có lộ. Chủ kìa, con bị nghiện trong tháng cô mấy nay hoài luôn á. Hôm bữa nó lại đây mình thấy nó kêu chăm hồ mà tao sợ ở nhà mày chặn nó. Ủa nó kêu gì Khanh hồ. Em ơi, anh Khanh nó nhìn nó nhớ nó từ đó. Em ơi, nhìn gió lên cao, lòng cứ trong về một người xa cuối trời. Lê Hữu Năm nhìn con đỉ mẹ em góp vải lồn chị Hương ạ. À. Trời mẹ em góp vải lồn nên em nói chi vậy em? Kệ gió hạn trai kìa. Lời này em ấm đôi lời, lòng còn nhớ mong hoài. Em ơi màu áo phong sương, mình ước quy hoàng được bè. Anh nè về đi nha, anh nè hôn dắt anh nè ra Đà Nẵng hát cho anh nè nghe. Lên trên cầu gồng của Đà Nẵng nó hát cho anh nè nghe nha. Nhà em mà gặp toàn những chuyện xui, em thỉnh cho chị cái bùa giải nghiệp 100 ngàn đi em. Tại vì trong nhà nó giao 50 hộp bánh hay gì vậy? Nhà em ba người, chị cho em ba hộp. 50 hộp bánh đúng rồi. Ủa không phải, cái con góc của mày kìa. Ba này có không? Mà ba lấy thuốc không uống vậy? Anh nè về không, nhắc anh nè đi chơi. Đang live chi mà ai cứ nghiệp gọi đi. Em Giang Trần ơi, đồ phong thủy bên chị em đừng có đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui chị cho thỉnh đâu, mất vía lắm em. Đồ bên chị em chưa có nhận, em chưa có được chốt mà em rồi đổi tới đổi lui. Ai mà ấy với em rồi thỉnh tới lui chi vậy? Đây nè nha, giữ chồng là mấy chị dùng cho em phấn bột hồ ly. Nhưng mà em còn có 5 hộp em không có dám like. Đây em nói chị nghe nha. Chị nào chồng bỏ, chồng chê, chồng có vợ bé hay là chồng nào kiểu như là nó thích cái lùn lạ hơn cái lùn quen, nó bỏ mình nó đi, hoặc là thằng nào mà đứng cặt quá chịch mình chục năm mà giờ nó không muốn chịch nữa, mấy chị thỉnh cho em cái phấn bột hồ ly nha. Em cam kết với mấy chị nè, mấy chị thỉnh cái này về nó chỉ biết một mình mấy chị này nha. Em sức lên là bây giờ thấy không, rất là mệt mà có thể đánh trước hay sao cũng được, nhưng mà cái này chỉ có 5 hộp thôi, giá là 570 ngàn một hộp, rất là thơm. Phấn bột này á là sư sên ra nha mấy chị. Thơm hết chị. Thơm gì? Thơm. Sư sơn ra nha, nhưng mà rất là hên nha. Ai vậy anh? Anh ơi ai vậy? Anh nè vú bự. Anh nè vú bự ơi. Anh nè dễ thương quá trời ơi. Trời ơi. Nói gì? Anh nè về, anh nè chừng nào anh nè vú bự vậy? Đâu cho coi đít rồi. Nào quay đít rồi.
quay đít rồi. Trời ơi, đất ơi. Có đít anh nè nè mấy chị. Hương Hương coi, Hương cho trên mạng coi đít anh nè nha. Nè anh nào quay đít đi. Ok, phải trả tiền, trả tiền. Phải trả tiền. Anh nè hết đau chưa? Không có ngủ. Anh Quốc. Bây giờ bớt rồi, bây giờ còn ok. Hôm nay sinh nhật của Chip ở trên trường học nè, một chút lên trường học xong rồi ngày mai là Chip mới đãi ở bên. Uống gì vậy? Đủ má đi nâng đít mà uống bia vô hết đau. Rồi anh nè, anh nè sửa nhà chưa? Sửa cái chỗ mà đập nhà sửa lại chưa? Sao vậy? Giờ làm đít xong ngủ anh Quốc nhậu anh Quốc. Bảy nhà. Dữ. Sao? Rất kìa. Lucky. Đồ má, kêu nó quậy nè, kêu quay cái clip mà từ lúc mà 1000 chai bây giờ bán hết luôn chưa quay nữa. Đồ giờ bán hết rồi đừng quay nữa, không bán hết rồi. Đúng khùng luôn. Hồ ly, nhẫn hồ ly là 120 nha. Mấy chị nào thỉnh nhẫn hồ ly comment giùm em nha. Nhẫn hồ ly là 120. Dòng vàng cô mới mua hả? Dòng này là sư tặng thôi em. Còn cái dòng này là dòng Bát Nhã Tâm Kinh giá 200.000 nè mấy chị. Bây giờ like cái gì ta không còn gì để like. Mà like cái gì giờ? Mày biết tiền nó để trên người chị nó nặng lắm không Khanh? Để người em đi. Sao mẹ ép ôm vậy? Để nhà em đi cho đỡ không còn vất vả nè chị Hương. Like cái gì cũng like, đó like, đó. Like xong rồi. Like. Em ơi, màu áo phong sương. Dây đứng dậy lấy mình ước quy hoàng được bàn tay của nàng. Bóp còn lấy giùm mấy cái bóp cái gì rồi? 4708 cái đó sao là lá hết che cho chị. Mày xạo ghê, nãy giờ thấy 100 người thích mày cứ nói quen cho fan của tao hoài. Ở vậy. Đâu rồi cái hộp? Mẹ mua vô không chưa trời. Rồi. Mẹ mua vô chưa? Chưa, chị đâu kêu em đâu. Nhầm mẹ mua. 100. 100 dán kiểu. Phan, bây giờ cái hộp son mới cầm hộp 170 đâu rồi. Nè chị. Nhầm mẹ mua làm gì đi, mẹ mua phải order á. Năng cái lồn chứ năng nỉ. Gì? Cái này giống cái mũ đây. Bây giờ em nói nha. Không lấy tiền giả em. Có thấy Chí không? Có thấy Chí không? Đi học có thấy Chí không? Thấy ngủ không? Anh Hoàng ơi! Anh Hoàng ơi! Có con tóc rồi! Rồi đưa cô giáo chưa? Chí mà không nhìn, anh đi nhìn cô giáo! Cô giáo có nói gì không? Con ngược của anh Hoàng sao mà kỳ ghê á! Cái này là xét xong phép nha, nhưng mà em còn... Cái này còn như mày kêu tao lái này nữa, túi này còn mấy xét? Có mười mấy xét là hết rồi! Mẹ mua ghi vậy luôn hả? Đây rồi! Mới lai xong rồi nè! Cái đó còn có mấy xét là hết rồi! Phấn bột hồ ly này 570 nha mấy chị. Mẹ bua em ghi chữ mẹ bua luôn, em ghi vậy. Mẹ bua bua e á, mẹ bua. Cái này á là giá là 170, một set là 6 cây. À em ơi, dòng chúng xuống nếu mà bị đứt rồi là em phải thỉnh cái khác nha, chứ nó không còn hiệu quả đâu, dòng mà bị đứt là không còn hiệu quả. Cái set son này là set son 170 nhưng mà em còn có 13 set thôi. Thì chị nào đặt phải để số điện thoại lại nha. Phép sau điện thoại chị Hương 1 triệu 100. Phép sau điện thoại chị là phép combo 135 với lại lá dành tài lộc. Bây giờ chị nào lấy set son 170 mấy chị comment giùm em nha. Đây nha. Giá 170 6 cây, cái này là em sale nha mấy chị. Còn mười mấy set sale cho hết. Em ơi, cho chị son gấu đi, chị like son gấu đi. Màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay của nàng. Ủa cái thuốc đa năng này còn nhiều không? Mày à, đưa chị Hương like, thấy khác mà em cứ kêu không, like. Đưa chị đi. Từ chị Hương like em. Đưa set son cho chị, set son gấu chị không? Trời ơi, từ theo dõi like đi mấy chị, đừng có hói ba nữa. Tiền hay thất thoát hả, là mấy chị thỉnh cho em thùng gỗ giữ tiền. Bây giờ em có một cái hộp thuốc này nhưng mà em mua nhiều không có này nhiều một cái vậy Khanh. Hả? Thuốc đa năng.
chị nào mà đang bị đau bao tử, đang bị đau dạ dày hay là bị nói chung bị bá bệnh luôn, mấy chị dùng cái này một gói là nó sẽ thuyên giảm rất là nhiều. Một gói như vậy là 30.000, nhưng mà em có tầm khoảng 30 gói, một gói 30, phí ship 35. Mấy đứa nhớ giùm chị thuốc đa năng này, ship 30, 35 nha. Mấy anh ơi, đơn 17 đóng hết chưa? Hồi đó bán giờ hết. Không, không chị đăng. Chị đăng hình đó đúng không? Sốt đơn rồi nè mấy anh ơi. Bây giờ nha, chị nào lấy thuốc đa năng mấy chị comment giùm em thuốc đa năng. Em chỉ có 30 gói thôi. Cái thuốc này chị rất là hay, con nít uống được luôn. Thuốc chị tiểu đường có em, thuốc chị tiểu đường. Chồng ơi, chồng lấy giờ thuốc chị tiểu đường của ba đi chồng. Bịch thuốc chị tiểu đường nguyên bịch luôn á chồng. Cái đơn của em mà đem đi chứ nha, quá nguyên bệnh luôn. Và thuốc chị tiểu đường một tháng của nó là 1,2 triệu, nhưng mà hay lắm. Lấy cho vợ đi. Hồi đó ba chị bị tiểu đường á, xong rồi ba chị uống thuốc tây. Nhưng mà khi mấy bạn bị tiểu đường, mấy bạn uống thuốc tây một thời gian nó sẽ phá thận. Và đặc biệt bên chị Hương là có thuốc tiểu đường và thuốc tể nha, rất là hay. Một tháng sử dụng luôn á là chỉ có 1,2 triệu thôi. Nhưng mấy bạn đặt là phải chờ nha, tại vì cái hàng đó khó lắm, phải đặt làm chứ không phải là có sẵn. Đó là dòng này. Chị đau khớp Nosa. Đưa cái hộp Nosa cho chị Cường. Nosa, chị đau khớp cực kỳ hay mà trái á. Đưa nguyên hộp nguyên á, nguyên móc nguyên á. Chị nào đang nhức xương, chị nào đang đau khớp, em dám cam kết mấy chị sử dụng cho em thuốc ngô sa này hết liền nha. Đưa một lóc thôi thuốc nó của chồng có nguyên một cái bịch nguyên hả? Có bịch bóp, bịch bự không Hoàng? Bịch bóp bự cứ bỏ vô 30 bịch đi. Sao cái gì chị cũng bán hết vậy? Chị có bán chinh là không còn chinh không bán thôi em. Cái này là thuốc bổ xương nha. Chị nào bị nhức khớp, mình có cha mẹ mình bị nhức khớp, đau lưng, mỏi lưng, hoặc là bị, nói chung là bị mà bị về xương khớp, mấy chị sử dụng cái này rất là hay. Một hộp của nó như vậy này là giá 45.000, nhưng mà em không còn hàng nhiều mấy chị. 45.000 là bên trong của nó là bao nhiêu dĩ quên rồi. Bên trong của nó là 1 dĩ 12 viên, mỗi ngày người nhất nhiều uống 2 viên, người nhất ít uống cho em 1 viên, em cam kết chứ mấy chị không hết em hoàn tiền. Cái này nổi tiếng bên Thái Lan, em bán rất là lâu rồi, đây là thuốc Nosa của Thái nha. Thuốc em là hàng chuẩn của Thái. Mấy chị uống cái này, em nói mấy chị uống trong vòng 2 ngày thôi hết đau lưng liền luôn. Một hộp là 45.000 nha, một hộp như vậy là 45.000. Mà thuốc là em không có tặng dòng trúng số, tại vì cái này em không có lời. Em mua giùm mấy chị thôi. Trời ơi, bánh trung thu rồi. Nghĩ sao? Nghĩ sao cái này hỏi người ta? Bánh trung thu. Khách hỏi chị ôm cái gì vậy? Cho vô đi, hỏi nhiều tiền tính tiền nha anh. Lấy 125.000 nhân dùm chị 50 với bác anh. Ok rồi. 125 không phải lúc kỳ đâu. Số điện thoại. Ao lúc kỳ đó cũng thấy rồi. Số điện thoại ngoài. Alo. 6,250. Em nghe. 6,000. Anh đưa đi. Có ai chốt cho chị chưa? Cái đơn trước ai chốt chị chưa? Cái này là mấy gì? Mấy chị lấy là comment giùm em Nosa nha. Chốt. Cho mười. À chốt là đi rồi. Sao vậy? Canh điện thoại giùm em nha. Bánh đem cho khách đi cho nhân viên em. Bánh hôm bữa mình đi Thái ăn á. Trời, anh nghĩ sao mua hộp bánh kia tới 700-800 nghìn hộp, nghĩ sao vậy anh? Tào lao ghê, bữa tao nói rồi giờ hỏi nữa. Kệ với mai, ginh tượng mẹ chậm. Ginh tượng mẹ, thôi bậy đó, phố bổ gãy tay lần rồi. Gãy đâu? Bổ gãy rồi má. Gãy ngón tay của mẹ. Anh thấy mẹ center chưa? Ai lấy cái này comment giùm em Nosa chứ mấy chị comment hộp hộp bên nhân viên em không biết gì đâu nha. Comment giùm em Nosa 45, cái này còn bao nhiêu hộp vậy Khang? Coi trong app rồi còn để bán cho người ta không? Còn ít rồi chị ơi. Ta đặt cái này ta lấy toàn là 12 vỉ không à. Cái này một hộp của nó là 45.000. Nhưng mấy chị mua 12 hộp thì là giảm cho mấy chị còn 500.000. Cái này rất là hay. Khách của em là... Chị ơi còn có 58 vỉ à. Khách mua toàn là 12 vỉ, 12 vỉ. Chị nói gì? Kinh bánh vô dùm chị đi.
Cái này là giá, giá của nó là 45.000. Nosa nha, thuốc này là thuốc Nosa. Ai lấy Nosa comment giùm chị nha. 45.000 một hộp, nhưng mà em không có còn nhiều. Thuốc này chị đau nhất rất là hay. Anh Phúc đẹp trai ở gương kia, anh Phúc hết thăm môi chưa? Anh Phúc hết thăm môi chưa ạ? Trời ơi, Chăm Vũ ơi, giỡn ít thì vui, giỡn nhiều là không có vui rồi nha chị ơi. Anh Phúc liếc rồi đó con. Nosa là 45.000 một hộp. Mấy chị mua 10 hộp thì giá nó còn. Làm gì ôm tiền nhiều với em, tại từ nhỏ tới lớn em không có tiền nên lớn không có tiền em ôm bù. Nosa là 45. Tiền nhiều quá ôm chơi. Mày hỏi hoài vậy mấy mày. Cái tấm hình bữa tao gửi vô nhóm đâu mà giờ mày hỏi nữa. Trời ơi, nhỏ gì cũng khen chổi nữa. Mà cái tấm hình đâu có gửi, cái tấm hình nó qua đi thay vì con trả lời. Khách nói là con bò đắt khách, em không biết mày hỏi đó. Mày. Nè, thuốc tiểu đường là mấy chị, một bịch như vậy là 1.2 triệu sử dụng được 1 tháng. Nhưng mà khi cái thuốc tiểu đường này của em khác người ta nha. Thuốc tiểu đường này của em á là khi mấy chị sử dụng nó phục hồi cái tuyến tụy, là làm cho cái chức năng mà không bị tiểu đường nữa. Thuốc này ba em đang sử dụng, cái này mấy chị lấy em lấy giùm cho em không có bán. 1.2 triệu 1 tháng. Chị nào lấy là em lấy giùm cho em không có bán nha. Thuốc tiểu đường. Ủa cơ, anh bé Tú ra trả lời với cái chị đó đó, chị muốn đặt lịch cả dần là chị phải hẹn ngày. Mà bữa nay chị Hương bị full lịch rồi, 23. Có số điện thoại mới chốt đơn được nha mấy chị yêu ơi. Nghe nói đàng hoàng với chị đi. Có số điện thoại em mới chốt đơn được nha. Cái này Nosa là một hộp của nó là 45. Vậy sao ông Cường hỏi? Con bé đầu bú em quậy đó. Chị muốn ăn quậy rồi. Cho hiếm nè. Anh cái đó đồ cúng anh, đưa đây không phải đồ chơi của anh đâu anh. Còn có 5 gói đó để cúng bàn thờ nhà em đó. Phúc cái kia đảo đen phốt gì mà. Phúc giỡn thôi. Cái này thuốc cúng á, cúng tại lễ đâu á cưng. Không có nhiều đâu, có mấy gói à. Để like á. À thuốc chị tiểu đường á, em nhận đồ rồi chị không hướng dẫn nha. Giờ em chưa nhận là chị mở cái giùm chị luôn đi, mở tại chỗ đi. Đưa nhân viên đứa hộp đi, má chị với ba chị không á. Đưa đứa hộp đi, đó một hộp. Thank you. Đứa hộp với má, má với ba không mà đó, liễu rồi đó, ba má tao ngồi không nó phát đứa hộp đi. Nó ngồi trước bàn thờ nữa đó mấy chị. Mấy làm nhân viên nhà em xuống không? Ăn rồi lãnh lương, xong rồi bây giờ em chị coi nào, nó nhận bánh cái gì thấy không? Sung sướng không đó, đứa hộp bánh đó mấy chị thấy không? Sung sướng không mấy chị thấy không? Nó em mua bánh cho ăn đó mấy chị thấy không? Mà mấy con này nó chứng khí lồn đó mấy chị. Nó vui nó tăng ca, nó buồn thì nó kéo nhau đi về. Đó. Nè, ngày mai á là sinh nhật của con gái em, cho nên ngày mai là nhân viên em chỉ làm tới 4:30 chiều thôi, cho nên chị nào muốn chốt đơn mấy chị tranh thủ chốt đơn sớm nha. Mấy chị tranh thủ chốt đơn sớm nha mấy chị. Mấy chị tranh thủ chốt đơn sớm nha. 4 giờ chị kêu sớm quá không có được, 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều sớm quá không có được, sớm quá nghỉ sớm quá không có được luôn. Nghỉ sớm quá nó gọi nó dí chết luôn á. Mình về cưng 4 giờ cưng về là kêu mà 4 giờ cưng về mấy tiếng với ông về sớm 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ luôn đó. Tại vì bình thường là tối mình nghe điện thoại tới 9 giờ, còn ngày mai là mình nghe ngọn 4 chiều. Anh ơi, mình về sớm quá sao mai vô làm khùng nó dí khùng. Với lại cái gì ta, ông cốc quá cho anh đóng vô cái thùng hết cho em đi. Anh trả gì nè. Rồi đợi chuyển tiền cái rồi cho lên đồ. Cho cô lên hộp giùm chị đi Hoàng. Để ngay đó đi rồi đó Hoàng đi giao Việt Sen đồ đó. Điện Việt Sen đi Hoàng hỏi giao đồ không đi đi. Bánh để đây đi, bánh để ngoài đây đi. Anh ơi. Mày đưa cho Hoàng hộp giao Việt Sen liền chị đi. Mày đưa cái tượng đi tao like cái rồi mày đi. Đưa cho cô lên một hộp giùm chị đi cưng ơi. Rồi đó bé Lon này có khách quen đúng không? Đó lấy hai hộp tặng cho khách đi. Khách nào quen mua nhiều quá bé Khanh rồi nè. Cái này là tượng mẹ ngoắt nha, 380.000. Chị nào thỉnh á là mấy chị ơi, em nói với chị nha, khi mấy chị thỉnh về cửa hàng em hướng dẫn luôn. Mấy chị ghi giùm em họ tên của chủ tiệm, ngày tháng năm sinh. Và mấy chị mày quay tao đẹp đẹp, mày quay tao gì thấy gớm vậy mày. Trời, tao phẫu thuật thẩm mỹ sao mày quay tao muốn nói vậy.
Ê, mày đưa bé Lon cầm giùm cho. Bé Lon cầm vô ngoài cái bé Lon bác Khanh này, bác Khanh, bé Lon cầm giùm chị đi. Mày quay để tao post clip cũng được nữa, nhưng mà mày quay đẹp đẹp. Quay lại, quay lại mặt. Quay cho chị Hương đi, đừng quay em nha. Ừ, bấm vô. Rồi quay qua. Bấm vào video đi, bấm vào video chưa, cái đó đang là video. Ờ, bấm vào video rồi, chọn 5 phút chưa, chọn 5 phút. Rồi nha, quay qua đây. Đây, trời, thấy ghê quá, đưa đây đi. Quay cái gì mà thấy gớm quá vậy. Điện thoại gì như lông lồn vậy. Cầm chị ra. Lên hết hả? Ủa, sai ra anh. Mấy phút. Em hướng dẫn gì cho mấy chị gặp bấm video đi. Bây giờ nha, trong livestream này là em sẽ hướng dẫn cho mấy chị cái cách mà để sử dụng tượng mẹ ngoắc này. Mấy chị thỉnh cái tượng mẹ ngoắc này về, nếu những ai có cửa hàng, mấy chị ghi giùm em họ, tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của cái cửa tiệm, mấy chị để dưới cái tượng mẹ này, sau đó mấy chị đốt lên. Nhà nào mới mua, nhà nào mới khai trương là cũng đốt một cái tượng này. Cái tượng mẹ ngoắc này khi mà đốt xong là cái cửa hàng sẽ cực kỳ đắt khách. Nếu mà nhà là nhà sẽ tài lộc, may mắn và rất là hên. Giá của tượng này là 380.000. Chị nào muốn đặt là phải chờ giùm em, chứ hàng không có sẵn nha. Mấy chị canh điện thoại giùm em. Lố rồi, 38 luôn đi. Thôi rồi, thôi, luôn đi. Được rồi, đưa đây em ơi chị. Em đâu gửi xe đâu. Không, để tao tăng clip luôn. Vậy hả? Giúp mấy mình. Đẹp quá. Chua mỏ. Bánh này ngon quá ha, mập lắm á. Ừ. Không, tôi nói rồi. Chị mắt giống vậy. Chị mắt giống vậy. Mày làm như tao bị dị, tiên kêu chị quắc giống mẹ đi. Tao chị làm như vậy giống mẹ nè. Ừ. Mấy chị nào đặt cái này là phải chờ giùm em nha, tại vì thầy đang sơn khoảng tầm 4-5 ngày nữa mới về thì giá. Mấy đứa của nhân viên con gái nha, cái điện thoại riêng của tụi con nha, nam nữ gì cũng vậy, là chị chỉ cho là điện thoại tới là. Trời ơi, anh Phúc ơi, cái nhà giống như đang bay vậy anh Phúc. Nhìn cái nhà rồi khó không vậy? Nó ăn dưới nè, nè, nó nói nha mấy chị, ổ lộn mấy đứa nhân viên nha, điện thoại tới nhà, điện thoại tới cho nghe, còn chị đi đâu mà chị coi camera mà bấm điện thoại riêng là đứa đó nghỉ làm liền á. Chỉ có điện thoại tới là cho nghe. Con Lam là chuyên gia nè, tao coi camera là mày chuyên gia bấm tin nhắn, mày lướt Facebook, mày bán bánh chén nè, mày cho mày bán bánh chén bữa nào nè, mày đang mày bán bánh chén với da heo ha, mày cho mày bán bánh chén với da heo nè. Cái tượng mẹ ngoắc này á là đi vô phòng đưa cho thằng Sơn thằng hộp về đưa cho mấy đẹp coi. Bé làm khách mối gì luôn nè. Mày bấm Zalo nè, cho mày bấm mày đăng hình nè nha không. Mày không lo mày làm doanh thu mày nè, không có. Rồi mày lo mày đăng Zalo mày bán da heo. Mày bán bánh chén. Tượng này là 380, chị nào lấy đèn cày tượng mèo quắc đỏ comment giùm em nha. Tượng này là 380, mấy đứa chúc like nè, tượng này là tượng mèo quắc đỏ 380. Em nói không vậy? Làm tượng mèo quắc đỏ 380 nhớ hỏi nha. Đặt hàng là phải chờ nha. Rồi nè, đóng cái Việt Xin, ship cái Việt Xin đi, điện cho Việt Xin hỏi giờ em ship cho chị đồ bông hàng về rồi. Nãy giờ con có giỡn quá, đáng gì cô cho con xin lỗi. Rồi nha. Bây giờ chị nói luôn nha, cái này nè là hôm bữa chị đi qua bển, cái chị được cái lọc thì chị mới hỏi sư á là bây giờ con cúng tà lễ cái gì được, thì sư mới nói đó là mình ở một cái ngôi gia, khi mà mình được lọc là mình sẽ thỉnh cái gói thuốc này để mà cúng tà lễ. Thì cái gói thuốc này có tiền thì mới làm được nhiều quá em. Cái gói thuốc này nè là giá 99.000 một gói, mấy chị dùng đốt lên cúng tà lễ. Ở bên Thái người ta hay cúng cái này lắm, và đặc biệt mấy chị cúng màn hộp địa của mấy chị nha, cái này nè, xong mấy chị sẽ hên cực kỳ luôn. Một gói như vậy là 99.000, một gói như vậy là 5 cây. 200 này đúng không? Một gói như vậy là 5 cây giá 99.000. Chị nào đặt thuốc cúng tài lộc comment giùm em thuốc lá. Ủa lộn, thuốc cúng. Comment giùm em, chờ chồng em hút thuốc lá em nói lộn, mấy chị comment giùm em thuốc cúng. Một gói là 99.000 nhưng mà không có nhiều. Hồi nãy chồng em nó đòi hút em không có cho. Tại vì em nói mấy chị nè, hên cực kỳ luôn. Những chị mà thỉnh cái này về xong đốt lên ngay bàn thờ ông địa, xong tự nhiên cái dĩa bàn thờ ông địa nhà mấy chị sẽ rất là hên. Tại vì đây là một cái loại thuốc cúng mà bàn thờ ông địa rất là thích. Mình khi mình được lòng mình có thể cúng tà lễ được nè. Thuốc cúng này giá là 99.000 một gói nha mấy chị. Em không bán lẻ, có nhiều chỗ nó bán lẻ 30.000 cây mà em thấy mắc quá à. Nên em bán mấy chị là 99.000 một gói. Chị nào lấy thuốc cúng comment giùm em.
Bao nhiêu người thích Trang rồi bao nhiêu comment rồi sao chị không thấy ai comment lên vậy? Chống bị đứng comment vậy? Mấy chị ơi còn thấy em không? Sao không thấy ai vậy? Ai đặt thuốc cúng hay có số điện thoại nha mấy chị ơi, không có số điện thoại chốt không có được. Thuốc cúng 99.000 này con được nhiêu gói, 10 gói hay gì? 4750 mấy chị ơi, nhấn thích Trang giùm em đi mấy chị, bao nhiêu gói gì? 10 gói nha mấy chị. Đốt cái này lên nè là trong nhà mấy chị bàn thờ ông địa rất là thơm, rất là may mắn, rất là sơm tụ, và đặc biệt khi mấy chị đốt cái này lên tài lộc có rất là nhiều. Thuốc cúng chị không thấy ai comment, chị đang tính tắt like nè, chắc chị tắt like sớm quá. Không ai, không ai comment để mà like á, không ai comment hết chưa. Thuốc cúng là 99.000. Mấy mày trả tiền hết luôn. Tại vì 88% mà đặt ngược tán lý tao lấy, tao không lấy nên mày phải trả tiền bánh chén hết. Thuốc cúng, người ta đặt thuốc cúng vừa 10 gói không có vậy. Đó. Còn 10 gói là quá trời luôn nha. Nó kêu đừng có like. Mày cái này hơn. Hỏi với Liễu với Phương bánh chén cho tụi nó ăn nhé. Liễu Phương ăn bánh chén không? Cho tụi nó ăn bịch đi. Nè trộn lên ba mấy đứa ăn đi. Hai đứa mình cho tụi nó ăn bịch đi. Bây giờ người ta lấy thuốc cúng kìa, hai ở đẳng 4 đứa thì cho nè, hai đứa bịch. Ơi đủ đẻ mày à. Hai đứa bịch này cho anh Phúc bịch đi. Đứa anh Phúc bịch. Hai đứa bịch đó, hai đứa bịch. Nè mấy chị. Mấy đứa anh Phúc mang vô bịch đi. Cái này thuốc cúng á là giá là nhiêu ta? Like hồi tối là nhân viên em đang gọi. Nhân viên em đang gọi thuốc cúng này là 99.000 gói. Cúng nghe bàn thờ ông địa nè, may mắn tài lộc, nói chung là good lắm luôn, rất good luôn. Cái này ở bên Thái là good lắm luôn, không có hàng luôn. Em đem để em cúng bàn thờ ông địa của em nè. À, Hoàng đốt lên bàn thờ ông địa nhà chị cho Hoàng, hên lắm mấy chị. Đốt lên nè, để cái gói này trên bàn thờ ông địa để đốt mỗi ngày vậy chị. Thuốc cúng này đốt cho nó hơi, mấy chị đốt á, tiền vô, lọc vô rất là nhiều nha. Không, đừng bỏ bịch ớt đi rồi. Không nhẹn thôi, mày ăn ngon không? Thuốc cúng mình sử dụng như thuốc hút vậy á. Đốt lên xong mình ghim cái chân nghe, không ghim vô bàn thờ ông địa. Hơn lắm. 99.000 gói. Nè em ơi. Nè đốt gì nè. Mấy chị mồi lên, mấy chị hút lên. Chồng em mới mồi nè. Xong rồi mình lấy chân ngang chị Hoàng. Nè mấy chị lấy chân ngang vậy nè, mấy chị ghim vô. Xong mấy chị ghim cái chỗ ngang á mấy chị. Là hên lắm, em cảm bớt mấy chị. Mấy chị đốt lên cái tự nhiên ông địa ổng thích lắm. Ổng kéo tiền cho mấy chị rất là nhiều nha. Thuốc cúng này nè. Mỹ Duyên. Ủa bé Lon. Bé Lon quay qua bé Lon đốt giùm. Đốt chụp hình giùm chị cái tấm hình này nè, hiểu không? Chụp mà Mỹ Duyên đi. Nè. Mỹ Duyên là chụp nguyên cái màn thờ của chị mà chụp dính thiếu thuốc á, hiểu không? Để chị đăng á. Thuốc cúng tài lộc này là 99.000 một gói này. Hoàng ghim đi Hoàng cho Mỹ Duyên chụp hình Hoàng. Chụp hình cái màn thờ có cái đó để lát chị đăng lên. 99.000 một gói nha. Mấy chị không cần comment đi. Nè màn thờ đây nè con. Né né cho nó chụp cái điều gì Hoàng rồi nè. Về giờ cái quá đơn cho nó chụp chụp chính nguyên màn thờ luôn á con. Rồi chụp sát cái ly hương nữa hiểu không? Chụp xa ra một tấm rồi chụp sát ly hương. Thuốc cúng là chính chợ to like cái gì lên người ta cũng đặt có rồi giờ sao? Nãy kêu còn mấy gói mà giờ sao giờ? Ai đặt cái số điện thoại lại đi chứ hết rồi. Chụp chưa? Chân chụp gần sát thôi, sát lương hơn một tấm chứ chị. Sát lương hơn một tấm rồi chụp xa một tấm. Thuốc cúng 99.000 gói chị nào đặt để số điện thoại giùm em tại em không có nhiều. Một gói là 5 cây mấy chị. Đốt được 5 ngày 99.000, ngày có 20 mà mang về tiền tài cả 100 triệu. Chụp chưa? Đưa chị coi ơi. Chụp xa hết nguyễn bàn thờ mà dính nếu thuốc cúng lần xa quá con hiểu không? Chụp lấy được nguyễn bàn thờ đó, đứng lên người làm gì kìa. Khanh ơi con Duyên đứng lên đùi làm gì? Con bộ hai gu là gì? 150 con bộ hai gu nè, combo hai gu này 150. Combo hai gu trong app có mà mày, giờ mày bán mà mày không biết giá cả gì á mày. Quán mày mua từ cái chén này nó mụn ghê vậy. Cái này mà đốt mỗi ngày là nó rất là tốt. Mấy chị đốt mỗi ngày là tiền về đã lắm. Đâu cho chị coi hình đây. Cưng quay giùm chị một cái clip quay cái lương hương được không? Mập địch.
Tao kêu mày á. Quay giùm chị cái clip đi. Ủa nó nghe nè, bữa thằng Thiện nó đi giao lại cái đơn 100.000 đô lại chị vừa gọi đâu tiền đâu. Gì? Tiền đâu? Vậy không? Ông nội đang nhập mã code của công ty nên bây giờ cái đơn nó tính vô công ty, nó tính ship rồi. Tiền nó là tiền của cái đơn á, 100.000 nó nhập vô công ty, nhập vô cái tờ bill của mình luôn rồi, nhưng mà không tính tiền ship. Nó sẽ nhập vô tài. Ủa mà mày bị nướng cạc cái gì vậy? Ông nội này. Hàng nó đem về công ty là nó phải có cái mã code nó mới được. Mà mày bị nước cạn, tao đã kêu đưa riêng mà. Không được. Sao không được, thằng Thiện kêu được, mày kêu không được. Anh Thiện nào nói, tại vì giờ đem về bắn. Nhưng mà thằng Thiện nhắn tin kêu chị là đưa cho con đưa riêng. Cái đó giống như mày lấy 104 thì là... Thì mày cứ ghi 103 thôi, cái đơn nó đưa riêng mà. Đơn nó nói mày đơn của mày. Mày điên hả? Mày biết mà, tôi mất tôi đền. Tôi đi vô 104 luôn, lấy 104. Vậy sao đủ má, bữa mày nói không được, mày mặc lồn. Để tao tính đường khác. Cũng được. Cũng nhập vô là 104 rồi nhưng mà không tính xếp mình. Hiểu không? Đang lại mà chút ê gửi kia. Thôi vô điểm hàng nha. Vô. Hấu hoài à. Cơm bò bếp bỏ tao luôn á. Mày ghê, mày đổi nó khác cho con. Là cơm bò 135 với lại lá giam 79 hỏi hoài à. Hoài. Nhìn là thấy bực bội vậy đó. Em Ngọc Su Su ơi, em thỉnh thép bên chị Hương mà chưa có hiệu quả là do cái hẹn em xui. Thì em chờ cho chị một cái qua tắm giải hạn. Không biết nói sao quá. Tại vì qua tắm giải hạn là nó giúp cho em xả được cái vận xui. Nếu em đang xui quá em chờ cái đó để cho cái lọc lá nó có nha, chứ mình đang xui. Bé Khanh đi đâu vậy? Tết xong không chậm. Cho cô Linh hộp bánh đi anh Phúc ơi. Ăn Phúc cho cô Linh. Ủa cô Linh, cá mà trường ăn hết rồi hả? Nhiều lắm hả? Em ơi, chị chốt cho em rồi mà. Nấu cho anh Phúc ăn với kìa. Tết xong rồi Khanh. Bây giờ em test cho chị coi son gấu nha, nhưng mà em còn ít lắm. 15 set. Chị nào đặt comment nhanh giùm em. Son gấu giá 100.000. Vô đây con giỡn Khanh một cái bự ghê luôn á trời. Nó đứng lên đùi Di chụp hình. Thằng Di con là chị. Đó em đâu có như vậy đâu. Phải làm vậy luôn. Nhưng mà giờ em giờ này em nghe em nghe lời má, em đéo gọi nữa. Đéo bắt máy nữa. Sao mày em nói nó trả tiền tao giờ thằng mặt lồn đó. Tiền ba này cũng chưa trả. Dạ. Con đỉ mẹ nè, tới tháng 8 mà không trả mày coi tao gũa nè. Dạ đúng rồi. Tao nói thì tháng 8 mà không trả mày coi tao. Ủa giờ tháng giờ đang tháng mấy giờ quên rồi. Giờ đang tháng 8 đúng không? Ở dưới hay trên? Ở dưới. Ở trên tháng 8. Bước qua tháng 9 mày coi nó không trả tiền coi tao gũa nè. Sao kỳ quá. Rồi đó mày gì anh? Đẹp quá. Cô căn máy điện thoại mà kêu nó giao lại cho cô á. Có con Hùng nó bển không? Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, màu đẹp cực kỳ luôn nha. Chưa trả tiền chị Hùng rồi. Cái này nha mấy chị, set này là 3 cây. Một set của nó đó là gồm 3 màu. Nhưng mà set son này em đang sale cho mấy chị là còn 100.000. Chị nào lấy son gấu comment giùm em son gấu nha, đây là son phép, một set 3 cây 100.000. Chị nào lấy son gấu comment giùm em son gấu nha, mấy Khanh đưa tay chị không mấy Khanh. Mấy chị comment giùm em son gấu nha. Em cam kết với mấy chị luôn. Mấy chị sử dụng son này rất là hên. Nó trợ lực về lời ăn tiếng nói. Trợ cho mấy chị cái cung được và đặc biệt son này rất là lì. Hết nhà luôn coi thì anh Vĩ trả về trang ngày thôi. Mưa hả? Không có đâu cô Linh. Mưa mà, chị tiếng mưa mà. Mưa kìa, hàng có ngoài có gì á. Dạy nè, coi tướng mặt dạy nè, tướng mặt. Coi tướng mặt dạy nè. Son gấu là 100.000 mà còn có 17 set rồi mấy chị. Nè mấy chị coi nó lì nè, nó lì. Em nói với chị nó lì chó điên luôn, lì chó đẻ luôn thiệt, chùi không có ra. Mà sau này xài đã lắm, bên Thái trái lắm, chị đặt một bữa cả tháng trời mới có, mới đem qua. Trời đi tìm biết bao nhiêu tiệm luôn á chị ơi. Mới đem qua thầy sơn được nha, son gấu nha. Thảo đẹp trai mà. Thôi Túc đi. Túc đi. Dương kêu Túc đi.
màu đẹp ghê luôn á Khanh. Màu đẹp cực kỳ. Nãy giờ mới chơi dầu luôn á hả? Gan ghê luôn. Ủa cái gì vậy bị vậy đôi nhiêu đơn vậy? Dạ. Không biết rồi. Đôi đơn. Đôi Sài Gòn nhiêu đơn vậy? Quy định ngày trăm. Ai? Bạn. Xin vô này, xin vô đi, cho vô chỗ hậu nào. Ê thằng Hùng còn làm bên đó không? Con đỉ mẹ nè, coi cuối tháng này cũng có coi tao. Cho luôn đi. Cho con đỉ mẹ nó chứ cho. Okay. 9 triệu mấy của người ta mà cho. Anh ơi. Ừ, sao cho được. Ở đây 7 triệu mấy là chưa chắc. Nhưng mà tao nói tiền tao là... Em nói với mấy chị nha, cái son gấu này là son sơn phép. Giá là 100 ngàn một set. Bỏ mấy chị ngoài lề đi để like tập trung nè. Mấy chị ơi, em dám cam kết một điều, nếu như mấy chị sử dụng son này, mấy chị nói chuyện chồng mấy chị không nghe, cơ lực mấy chị không có, tiền bạc mà không được như ý, mấy chị nhắn tin cho em đền cho mấy chị 100 triệu. Nhưng mà son này em nói trước nha, nó hàng không có nhiều, em chỉ còn có 17 set thôi. Thì chị nào, tháng này em trả tiền thôi, kêu bà trường điện cho nó. Chị nào, chị nào mà đang xui, chị nào kè ba bánh của chú Bảy về kìa, lấy chú Bảy hai hộp đi ba. Đi đâu vậy? Đi về hả? Hôn miếng rồi. Hôn miếng rồi. 23 xem. Hoặc là ngày mai cũng được, 23 đi. Mai chị đi mua đồ. 23 hay gì hả? Mai chị đi mua đồ rồi. Mai chị đi mua đồ. Son, giờ giờ có đồng mà kêu tao like son gấu. Giờ còn 17 khách, người ta đặt mấy chục người rồi. Con người của mày sao mà kỳ quá vậy Tú? Nó toàn kêu like hàng hết không à. Cái này là 100 ngàn một set, nhưng mà em còn rất là ít. Son này lì cực kỳ luôn nha mấy chị. Không có ra mấy chị đợi nè. Nó khóa màu trong vòng 3 giây. Mấy chị coi nè, em chùi mà gắp thịt Khanh luôn. Những khúc này là những khúc mà mình trả đũa nó, mà kêu chốt đơn trả lời với mấy chị. Hoặc là nó chê mình mập hay là cái quần què là mình trả đũa nó, mấy chị coi nè. Không mời luôn á. Mấy chị đợi xíu đi, 3 giây nó khóa màu luôn là không 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 có mà ấy luôn. Không có trôi nha, son này ăn đặc biệt cực kỳ không trôi. Mấy chị sơn lên cái mỏ mấy chị á, xong rồi mấy chị tối về mấy chị rửa nó không ra. Mấy chị muốn dùng chùi đi là phải, chị phải dùng dụng gì quên rồi. Tẩy trang. Dùng cái tẩy trang nè, đưa cái tẩy trang 90 ngàn coi. Mấy chị phải dùng cái tẩy trang này nè là mấy chị mới chùi nó ra nha, còn không là không có đường nào nó ra hết. Tẩy trang này 90 ngàn. Bao lâu luôn. 180 ngàn em đang sale cho mấy chị còn 90 ngàn. Là mấy chị chùi nó mới ra, còn đặc biệt là không bao giờ ra được. Em vào Sài Gòn đặt lịch hẹn chị cải vận được không? Được em. Em cứ liên hệ với mười mấy số hotline trên cái kìa cái thằng kia nút hút thuốc nó bị lủng phổi mổ 3 lần đi. Cái thằng mà ấm ấm mà đang đang hết á. Đang sụp cho mấy bút, bỏ thuốc bớt đi. Nó nghe này, chiều qua đi khám bệnh với mấy Mai giùm con cái. Tại vì cái chân con. Bây giờ ba nó đi mà. Nhưng mà cái thằng đó chết chưa? Nó chết rồi bà đi đám ma chứ nó có gì đâu, mình chốt cho nó chết sớm thôi. Tốt điều chết sớm. Son gấu đập đá là cái gì má? Con gấu mà son gấu đập đá là gì? Con gấu đâu biết đập đá. Chỉ có con người mới biết đập đá thôi. Địa chỉ là 331-8. Này là tiền. Người ta ghi chữ dồn đơn. Sao kỳ nha, nó hỏi mấy đứa này nó không hỏi, nó hỏi gì chị. Chị đang lại nó hỏi là gì bị chữ mà nó cứ hỏi chị nó kỳ vậy. Người ta dồn đơn mà kêu đập đá. Ủa ba hết đi đọc thể dục rồi hả? Bị sao kế đô thỉnh qua tắm giới hạn đi em. Trời em đọc thành sao kia. Đây nha. Nè. Cho nó khô một cái em chùi mấy chị coi. Không dính màu. Cho nó khô là nó còn hơi bị ướt. Nó khóa màu. Cái này khô nè. Từ đi rồi chú. Em nói chị cái lượng thức trang nó tăng chậm quá. Ơi đủ chị Hương. Từ đúng rồi. Mấy chị ơi nhấn thích trang giùm em nha. Dồn đơn hả? Ồ ok cô xin lỗi. Dồn đơn chứ ai mà đập đá. Mấy chị nhấn thích trang giùm em nha. Trời nó ghi chữ dồn đơn mà nó cũng tiết kiệm, nó ghi tắt nữa. Em bán hàng online ấy á, là do em không có cái lời nói với khách. Giống như chị Hương ngày trước Hương nói chuyện du duyên lắm, mà bây giờ chị cũng nói chuyện du duyên à. Nhưng mà có điều là thu hút khách là tại vì do chị dùng son phép. Chứ ngày trước chị nói chuyện du duyên lắm em, bây giờ chị nói chuyện cũng còn du duyên hơn hồi xưa nữa. Mà có điều là do cái cách mình nói chuyện nó thu hút khách. Thì là nhờ chị dùng son gấu này nè. Em coi nha,
không có dính luôn, sau này rất là lì. Ăn là bao trôi luôn nè nó. Không chút đường nè. Đó, các chị thấy không, nó không bao giờ nó trôi. Đánh vô chị coi nó có bài không. Nè, các chị thấy không, làm cỡ nào. Đâu, chị quýnh xong chị dỗ lại mặt với mày coi nó có dính son không. Nè, các chị nhìn nè, không bao giờ dính son. Giá giá là chỉ có 100 ngàn 3 set thôi. Không bao giờ, nè các chị nhìn nè, không bao giờ bay. Son lì lắm mấy chị, nè một set nó 3 cây gì 100 ngàn. Chị nào đặt phải có số điện thoại giùm em nha, son gấu. Comment giùm em nha, son gấu và số điện thoại. Em mấy chị ơi, mình bán mỹ phẩm hay mình bán chinh hay là mình bán băng vệ sinh hay bán bao cao su, mấy chị cũng cần phải có lời nói. Tại vì khi mấy chị không có lời nói, mấy chị bán đơn không ai mua hết. Mình phải có cái lời nói cho nó giống như là thu hút. Giống như bản thân em ngày trước nói chuyện vô duyên lắm mấy chị, bây giờ em nói chuyện cũng vô duyên. Nhưng mà có điều là em nói chuyện thu hút hơn. Tại vì ngày xưa em nói chuyện vô duyên, bây giờ cũng không có duyên đâu mấy chị. Nhưng mà có điều là thu hút hơn, cho nên cái lượng đơn của em đông. Ship đồng giá là 50 ngàn. Cái bụng của Linh. Trời, cô Linh thở rúng vậy. Thở tuổi cho cô Linh đi. Son gấu giá 100 ngàn một set nha. Nhưng mà em dám cam kết mấy chị nào bán hàng online rất cần son gấu. Đâu vậy, chị mượn bill ơi. Mấy chị coi bill của em ra một lần là nhiêu đây nè mấy chị. Đó, mấy chị đừng có hối hàng giùm em nha. Bây giờ nhân viên em nó làm tối mặt tối mày. Nhưng mà chỉ có duy nhất ngày mai là em cho tụi nó về sớm 4 giờ đi sinh nhật con em. Đó, cho nên mấy chị nào đặt hàng thì tranh thủ đặt trong hôm nay với ngày mai đi nha. Chứ không thôi là không kịp nha. Đồng giá ship là 50, đừng có hỏi là ship Sài Gòn hay gì, chỉ có ship nước ngoài là mắc hơn thôi. Còn ship mọi thứ luôn đồng giá là 50. Son gấu là 100 ngàn nha. Nhưng mà mấy anh mấy chị nhìn nè, không bao giờ bay. Mà mấy chị biết không, khi mấy chị sử dụng son gấu xong, mấy chị mà muốn nó trôi đi được là mấy chị phải. Sao còn cái gậy như ý đó mày không bán cho Hương đi mày? Bán rồi, bán rồi, từ từ ta chuyển tiền. Từ từ là Tết, Tết cái đồ năm sau. Chuyển rồi mà chưa đúng hết thôi. Đó thì là mấy chị sẽ thấy được cái hiệu quả tại sao mà khi sử dụng về nó rất là may mắn. Em cho cô Linh hộp á. Em cho cô Linh một hộp đó. Cho một hộp. Không? Chí ăn hộp. Nó ghiền ăn chè ghi đúng rồi. Có chị cho nó, chị cắn mới là nó cắn nữa nhé. Sau một chút chị không cho nó ăn không, nó đi vòng xuống chị để hộp chè ghi trên bàn. Vòng xuống lấy chè ghi đưa chị. Nó đưa cho chị cắn vậy? Đưa cho cắn cho nó ăn là nó cắn không được. Cho đi ngủ đang uống sữa thấy chị ghi không, nó đưa bình sữa cho chị là nó lẹt, nó đòi xuống, nó kêu xuống. Cho nó đi xuống qua nó ăn chị ghi, nó khôn. Nó đòi ăn chị ghi, nó thích ăn chị ghi. Điện thoại cờ cờ, mày nhắn tin với ai vậy? Tin gì? Mày nghe điện thoại giùm mày có nghe không, hay là mày cần đi móc cái gái tao cho mày nửa tiếng đi. Giấy vậy? Bà Linh nè, bắt đầu hết giấy, không mua giấy cho mấy quỷ này xài. Mấy quỷ này xài giấy hao quá nha bà Linh. Cho một đứa một bịch xài một tháng. Chị Linh nè. Chị Linh. Cái giấy màu hồng này nhiêu bịch vậy? Lúc kêu cô Linh, lúc kêu chị Linh. Mua một bịch bắt đầu tháng sau, vô đầu tháng 8 á. Chị mua chị cho một đứa một bịch thôi, xài một tháng. Nghe không? Một đứa cho một bịch là xài một tháng nha. Hiểu không? Chứ không phải là hết mới mua, mình tốn tiền, nó không có tiền. Một đứa cho một bịch xài một tháng, còn mày hết tự mày mua chết mẹ mày đi. Mấy này nó xài nó dùng cùng lum hết á. Một đứa cho một bịch thôi. Còn chị cảm thấy mắc quá, chị cho hai đứa xài chung bịch cũng được nữa. Nhưng Di với Khanh xài chung được rồi. Ừ, Di không xài, em xài. Một đứa một bịch đi, 10 ngàn bịch làm 15 đứa là hết 150 ngàn của em rồi đó. Cô Linh, tháng 9 con nghỉ đó, đưa con hai bịch đem về, xuống mượn mới vô. Chị thật, con kích đó bữa nay chị trắng rồi luôn á Khanh. Cái gì? Cái gì vậy? Nó cầm mé cửa đạp nó. Nào vậy? Cô Linh đạp nó. Lỡ đạp nó mới cắn chứ. Nó không đạp nha. Tự nhiên nó đi ngang luôn. Ai mà cắn? Ai còn có cắn gì? Nó đạp hay không đó, nhưng mà tự nhiên nó lại nó cắn quá. Đạp nó mới cắn chứ. Đạp nó cắn nó mới là đó. À trời. Miếng nó đi. Miếng nó. Ê xé chị học em xăm đi. Em xăm đâu rồi? Nè nè. Có học hay rồi không? Ai rồi? Lúc bữa ta nhớ có test nè. Có hộp của em nè. Lúc cây hả? Em mua từ bên bển. Em cho mấy chị coi, bé Khanh nó test kem xăm. Kem này đã lắm, 30 ngàn hộp. Mua 5 chị mày mua hộp đi chị bán. Ừ cũng được, rẻ nhà em cũng được hết. Rồi nè nha, bé Khanh nó test cho mấy chị coi nè, kem xăm quay qua cho người ta coi.
đưa mỏ hô vô cắn. Kỳ ghê luôn. Cái này đó là giá của nó là 30 ngàn một hộp, mấy chị mua 5 là tặng 1 nha. Trời ơi. Tết lên. Chị nào lấy kem xăm comment giùm em nha, em còn được 20 hộp. Đây nha mấy chị ơi. 30 ngàn một hộp, mua 5 là tặng 1 kem xăm hết. Nói đi, nói về kem xăm chứ mọi người hay nói đi. Kem xăm Go Tiên là 30 ngàn một hũ, là mấy chị mua 5 hũ được tặng 1 hũ nha. Đây công dụng là cái gì, người em xài sao đó nói. Xài cái này là tuổi nào cũng xài được nha mấy chị, da như thế nào cũng xài được nha. Bây giờ em test cho chứ mấy chị coi chất kem của nó nha. Thấy không mấy chị, bị cháo không? Thấy mà. Đây mấy chị kem. Nghe chị như nhà thương điên vậy nè. Sao vậy, ai nói gì vậy? Đây nha mấy chị. Chị ơi, em bên chị hồi sinh hương nè chị. Hello. Ủa sao chị mà chị shipper giao cho đây giao hàng của chị mà chị không mấy bận. Ngắn quá chị hả? Đang ngày á, mặt mày mụn không mà sao mày kem chống nắng được. Em chưa đi qua bên mi là mụn cho hết đi. Đây em mấy chị. Đây em mấy chị, bên đây là em xuất kem xăm rồi nè mấy chị thấy không? Bên đây chưa xuất nè. Thấy rõ rệt luôn không mấy chị? Thơm lắm. Em lấy luôn nha chị Hương. Cho chị miếng chị test chứ, để chị khỏi khui hộp mới tốn tiền chị nữa. Cái này là giá của nó 30 ngàn một hộp. Cái này là rất nổi tiếng. Kem này xuất có công dụng là nó trắng da, nó làm mịn da, điều trị mụn và những cái người mà bị thâm nám tàn nhang nhẹ nha. Đây, mấy chị xuất như vậy nè. Bữa nay lấy nhiều lần vậy gì? Ngon lại, ngon lại. Nhiêu rồi? Mình lấy một đơn mình được nhiêu tiền? Ơi thảy chị miếng chén hả? 147 là được 200 ngàn phải không? Trà sữa. 300 bắt đầu một tháng nha. Tao quy định mày phải mua trà sữa cho nhân viên tao uống 2 lần. Đầu tháng và giữa tháng. Ok không? Có 15 ly à Hậu. 15 ly, 1 ly 10 ngàn. Thì nhân viên chị đây có 14, 15 đứa rồi à, cưng mua cho đứa 1 ly. Mua đi để tụi nó làm hàng nhiều cho cưng lấy, chị nói thiệt. Chị quy định cho tụi nó là làm một ngày là 100, 200 đơn cho cưng lấy cho cưng có tiền. Nhưng mà trà sữa đâu có nhiều tiền đâu, thì mày mua ra một tháng, một ly một... Một ly 12, 15 ngàn gì đó, thì một tháng ở đây có 14, 15 đứa rồi, thì mua hai đợt. Một tay với 15 tay cho tụi nó uống, ở bên giao hàng tiết kiệm cũng vậy á. Để cho tụi nó làm đơn nhiều chứ không gì đó. Em đã thấy kem này xuất đi làm được nha mấy chị, nhưng mà chán lắm. Mua mày mặc lộn, không mua đủ mắt là đổi người lấy hàng à, mặc lộn. Không mua đổi người lấy hàng nha. Rồi nhớ một, bữa nay nhiêu tay rồi, nhớ một tay mua nha. 5 tay có luôn, thằng này 5 tay có luôn. Kêu cái thằng lộn kia hùng vô. Vậy trừ tiền anh Thiện kìa, anh Thiện làm bể giấy, rớt giấy ngoài kìa. Sao ông Hậu có phải mua cho mình vậy? Con Mỹ Duyên kìa, con Mỹ Duyên giống như là nó người cõi trên vậy, nó hay hỏi nhiều câu đúng sợ luôn á. Sao Hậu phải mua cho mình đó? Tại vì Hương sắp gả em cho thằng Hậu. Hồi má có hức nổi thì cũng thèm. Kem xăm thì sức mình đúng không Khanh? Kem xăm này là giá 30 ngàn một hộp nha, chị nào lấy kem xăm comment giùm em kem xăm. Em sức hết mẹ các mặt em nói. Đợi chỗ trắng, chỗ đen. Khách em mua kem xăm mua hộp bự. Ừ, khách mua nhiều lắm, mua 5 là tặng 1. Tự nhiên hỏi mấy má mẹ má làm như gì vậy? Rồi nè Khanh. Kem xăm, dạ. Hả? Bà Phượng sao? Vậy là em với Duy thiếu 80. Chưa, nhắn tin cho bà đi. Sao chị không đem tiền qua cho em? Chị bị nướng lộn hả? Nhắn tin cho bà đi nè. Nhắn tin cho bà đi. Bộ chị bị nướng lộn sao tiền chị không đem qua em? Chị hẹn hoài, chị bị chó đụ chị hay gì vậy? Có gì đâu kỳ, thấy bình thường mà. Không có gì đâu, tiền không trả là chửi à. Ừ, tánh chị vậy á, ai mà mượn tiền không trả là chửi chết đi mẹ à. Chị đâu sợ đâu, đâu sợ nghiệp đâu, bình thường. Nếu mà mình nghiệp, nói chung là bà độ cho nên mới có được ngày hôm nay, mấy bạn hiểu không? Cho nên mấy anh đỉ mượn tiền không trả là phải chửi. Kem xăm 5 hộp dồn đơn rồi đổ kim chi. Kem xăm còn có 30 hộp thôi, chị nào lấy kem xăm thì comment giùm em. Đây là một cái loại kem xài rất là trắng nha, em mới vừa xuất lên mặt em xong. Kem xăm mua 5 tặng 1. Kem xăm chị được mụn mà mụn nhẹ nha, còn mụn nặng là phải dùng qua cái kem chị mụn 4K. Kem xăm là nó chị được mụn nhẹ. Kem xăm mua 5 tặng 1, chị nào lấy kem xăm comment giùm em kem xăm. Kem này xài rất là đẹp. Sao mày em hỏi gì đó hay mày hỏi Hoàng không vậy? Anh Hoàng Gì? Nó hỏi chị anh Hoàng đâu rồi chị, rồi chị trả lời sao? Không
Bú gì ba? Nãy đứng tuần gì hết chị? Chạm ngón tay nữa giống liễu không? Trả bạn nem thôi Duy ơi. Rồi giờ anh Duy quay chiếc liễu, Kim Thanh quay chiếc quẻ. Đời mà. Trời ơi. Đâu ai biết. Bây giờ cái chị sao lòi này nè, còn 5 gì quên mẹ nó rồi, 5 hộp. Một hộp là 190.000, em sale cho mấy chị là còn 120. Chị nào bị sẹo lòi, bị sẹo mà lâu năm, sẹo mà bị phỏng bô hay là sẹo té xe, sẹo lòi sau phẫu thuật, sẹo mổ, sẹo gì đó, thì mấy chị sử dụng cho em cái này. Nói chị sẹo lòi rất là hay nha. Giá cho chị cái chị gì ấn nó đi, tôi lấy chị tôi cái màu xanh lá cây. Cái này rất là hay nha, giá là 120. Em còn đúng 5 chai. Chị nào lấy hai lên đơn chồng. Sao kỳ vậy? Nó bấm nó không có ra địa chỉ liền. Cái này còn có một lốc này luôn á. Đúng rồi, hệ điều hành Android. Đó, bấm ra, nó xuống rồi nữa đó. Nó không có nhiều ra con. Cái này còn có nhiêu đây nữa. Hết luôn rồi. Lấy em bán được không? Được. Hết luôn rồi. Cái này có phim rồi thôi, để cho nó coi. Vừa làm vừa coi phim đúng không? Hết rồi đó chị, cái gì cái này á là nụ trầm thơm dễ chịu lắm, em đốt lên chồng con em nói thơm quá, em chắc nghiện quá đốt liên tục. Mua nữa đi mấy chị, hết cái dòng hết. Cái này là chị xào lòi nha, em còn được có 5 hộp thôi. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em xào lòi, này rất nổi tiếng của Thái Lan, lòi cỡ nào cũng chị được hết. Rồi không nói gì lấy chuyện giàu rồi đây anh. Lấy giùm chuyện giao lại đây. Nhanh gọn lẹ. Em thẻo với nha. Em có lưỡi lam chị. Người em không có cái lưỡi lam á. Cái lầu em hút bằng trái chuối phải dùng dao mới được lưỡi lam. Rồi, phá phá rồi. Em muốn nước gì ưỡi vậy? Rồi, bánh dây ơi, anh bớt nói nha, đáng nè, em đấu nha. Anh quen với chị. Sao vậy? Anh quen với chị, anh quen với chị uống nhiều nước. Một ngày uống bao nhiêu chai? Hai lớn ba chai. Cái này là một chai uống nước rưỡi. Một chai nhiều. Một chai nước rưỡi hai ba chai. Uống hai ba chai. Mà chị uống nước nhiều chị lại bị mập nước. Nhưng mà chị uống nhiều. Biết sao chị, tại chị uống nước chai nhỏ nên ai muốn 24 chai. Lai vòng nào, lai vòng phong thủy nha hay là vòng pha lê? Uống nhiều nước vô nó mau. Ủa chồng ơi, chồng đang ngâm với là ly nước cốt đúng không? Đâu rồi, lấy lên nhầm uống đi. Lọc ra. Ở dưới chị lên em chỉ bà ơi. Em chỉ bà múc bà làm cái nước đó mà xay vô này nè. Cái lọc sát nào? Cưng mà phở. Bỏ sát luôn không? Hay là bỏ đi không? Phở đâu có mặt đâu. Em đâu có ăn lúc bé em hết, đổ lúc bé là hết. Uống hai không? Phở là bỏ. Đứng sáng nè, đứng sáng nè. Đứng sáng nè. Nãy đi nó ơi. Thật hơi ngươi. Cái gì nó ốm rồi đúng không chị? Em thấy không còn gì đâu. Có đâu đẹp. Anh làm chợ phút làm gì chờ. Chị là nó ốm. Chị lên làm gì dưới rồi. Có làm cái này không? Phan anh kêu chị lên đi em nói chị lên mới hiểu. Bánh gì vậy? Ông mèo mắt thỉnh là phải chờ 3 ngày. Cho con nghiện ngập này mới chén nè. Ông mèo mắt là 250 mà thỉnh là phải chờ 3 ngày chứ giờ không có sẵn. Comment số điện thoại đi Trương Thanh. Ủa nãy nó đó. Tuồng voi 3 ngày nữa mới có chị ơi, chị đặt hàng cứ để số điện thoại. Kem nám thôi. Kem nám bên em xài là đã lắm. Ngày mai đúng không? Đem mai 4 giờ tụi mình về. Kệ chị. Nó nặng nợn nó lên rồi kìa. Thôi má luôn đó, đi có sinh nhật nhất có đông chị. Ở lần sinh nhật. Hôm nay mày không chốt được 60 triệu mày không được đi đó. Rồi, quay giờ cho em đi. Quay giờ đi anh. Rồi, quay giờ đi. Em nhờ lính nè, cái đi em nói mấy người kia không có hiểu. Để biết cần nào nữa vậy? Sinh nhật chị thường là thầy về chứ không có ai. Linh, em nói nè, cái trà đi tóc á. Cái đi tóc á. Bình thường là thí dụ như Linh ngâm cho em là một cái ly cốt. Xong rồi Linh lột ra. Giờ cái nước sau Linh ngâm ra hai ba bình đúng không? Đúng không? Thì bắt đầu từ ngày mai khi mà Linh xay cái sinh tố này nè là nó sẽ có 720ml nước. Đúng không? Thì là Linh vẫn làm cho em một ly nước cốt nhỏ. Xong rồi Linh lấy cái bông mà ngâm nước 2 á, Linh ngâm 720ml nước, Linh dùng cái nước đó để xay sinh tố. Hiểu không?
Được, em muốn được á. Là nghĩa là Linh không dùng nước trắng nha, mà dùng cái nước mà Linh, giống như là bây giờ nè, em lượt nè, cái bắt đầu Linh chế 720ml nước nóng vô cái xác đó, Linh ngâm đi, Linh ngâm cho tới sáng luôn. Ngâm cho tới sáng xong sáng mai Linh lọc lại, rồi Linh sẽ lấy cái nước rồi để Linh tay xuống tối ngày mai. Rồi bắt đầu ngày mai Linh làm cho em ly nước cốt, rồi cái dư cái xác Linh lại ngâm qua cho ngày mốt. Ờ, là nghĩa là không dùng nước lọc mà dùng cái tay, vì nếu mà em uống hai loại em uống không có nổi. Tao biết rồi, mà đang hút cái tấm cháo túi lên phòng ngủ mà. Ờ. Em cho đi lên phơi nắng cho ngủ giấc. Tú la. Này nó bớt rồi, mà Linh mà tắm bớt xịt thuốc này bớt rồi đó, thấy không, hết cái dãy dãy đó. Nó xịt thuốc bằng gì? Này nó bớt rồi đó, thấy không Lon. Tú la, tú la. Đi tú la bị thi. Trời. Tú la. Nó mập quá trời. Rồi đi xuống dưới đi con, đi xuống dưới đi. Lên nằm xuống dưới tụi này coi. Ủa nó có cái khăn lau của nó rồi sao không lau, lấy khăn nước đáy lau. Nó nước đáy họ mới mua mười mấy cái để dành. Mua Linh mua á. Họ lại. Lên lên nhớ cái vụ này nha. Rồi bây giờ anh Phúc lượt nước cốt đó, Linh lấy cái xác Linh ngâm để ngày mai xay. Vậy mà Linh hiểu rồi, nó Phúc ổng không hiểu, hỏi hoài nhức đầu nữa. Lượt đi nước cốt cho vợ đi chồng ơi. Bén xịt luôn rồi. Bén xịt luôn rồi. Lại em nắm tay luôn rồi. Ốm hả? Em nịch cái này không mà em ốm á mấy chị. Chưa có biết mặc cái gì với Lon, nó dắt chưa dắt đi mua. Đi mua đây. Anh vừa đi mua nữa. Nhìn cái người. Anh Phúc mặc tạm ấy. Anh Phúc hả? Anh Thiện chở đi mua kìa. Đem muốn kêu cô lên lượt cho chị không? Lượt cho sao uống? Má hả? Anh lượt rồi hả Phúc? Anh Phúc đi mua đồ không? Anh Phúc đi mua đồ không? Anh Phúc đi không? Giao gì khăn giấy? Tới đây. Tới đây đây. Nó xì lừa đảo vậy hả? Quấy chảy sao em? Chảy ra chỗ để coi chỗ nào? Chỗ thằng ấy chỗ cũ của cái áo hả? Chị hết xì nhiều lắm. Ủa cái áo đó bị mất tiền rồi, là xì là mười mấy cái luôn á. Á chị Hồng á, liên tục á như bao giờ chết đi sống lại mà chưa đã kỳ vậy. Mẹ em á thì đợt còn mười mấy cái thì chị Hương á xì. Con này nó vô duyên thì bèn like cái gì. Không á, đẹp được ghê, còn mười mấy cái. Vị trí hộp không giống chị like là sao? Ê không có cái sao em, hộp ướt không có hàng xu. Bây giờ kêu like hộp ướt ướt có hàng đâu mà like. Mới nhớ mỗi tao với mày nhậu á, mày đang ngồi nhậu. Thôi má đang live stream mày bị chửi nè. Ồ nghe nóng tâm sự với má đẹp hết. Nè, đứng cái bếp đi ngồi nói hoài. Em chị nắm rồi, con người ta kêu like em chị nắm rồi. Gì? Em lại gậy. Thôi chị xét em chị nắm đi. Anh ơi, anh cầu phấn thần tâm. Giờ mấy mé tặng em nhẫn hồ ly 120, cầm nhẫn là cầm tiền. Nhưng mà không, cái nhẫn hồ ly còn được mấy chục chiếc rồi. Ba mấy chiếc rồi. Nhẫn hồ ly 120 nè mấy chị. Chị nào lấy nhẫn hồ ly, mấy chị comment giùm em nhẫn hồ ly nha. Em cam. Xin nào. Anh chậm ở đâu? Quay 9 giờ phải không? Rồi 9 giờ. Trừ cha, trừ mẹ, mấy mặt lồn rồi, cắm mắt máy mặt lồn. Rồi 9 giờ. Tương do đặt hàng 3 ngày nữa mới có. Cái tướng mày đi đá banh thì gãy xương sao đi làm. Cái tướng mày đi đá banh mày gãy xương rồi sao mày đi làm. Trời ơi, chị like những hồ ly chị nó đặt nữa kìa, làm gì có. Chị nói gì vậy? Em khách đặt quá trời luôn á. Những hồ ly là 120, 190, 700 ngàn đó mà em sale còn có 120 thôi. Nhưng mà những hồ ly cầm vô là cầm tiền nha. Em là mấy chị thấy lúc nào em cũng đeo nhẫn hết. Tại vì cơ đường những hồ ly rất là hên. Dòng vàng tay trái, trời sao em like lên này không hỏi cái dòng vàng vậy. Em bán cái dòng này nha. Dòng này là 200 ngàn. Dòng này tới gần 100 triệu luôn, mấy chị có mua không? Hà Nội đặt hàng đồng giá ship cũng là 50. Đồng giá ship là 50. Cái này ở đâu vậy? Ở trong tiệm vàng bên Thái Lan. Tiệm vàng bên Thái. Chị nào mà đặt cái gì quên rồi. Đặt nhẫn hồ ly comment giùm em nha. Cái nhẫn hồ ly này mập hay ốm vẫn đeo được nè. Mấy đứa gọi like hết chưa? Nhiều không? Nè mấy chị thấy không? Nè.
đau lắm, không đau lắm. Cứ vậy cũng tức ngực lắm, giống như nguyên cái tảng đá 500kg này là khó thở. Nè, những hồ ly nó mấy chị thấy không? Tay bự mấy chị nói ra, tay nhỏ mình bóp vô. May nó làm liền nè. Tại vì tay á, mấy chị cái nhẫn này là nó co giãn. Nó có co giãn ở cái phía đuôi cho nên là mình có thể là... Ủa sao cả nhà trước tao nhìn giống chuồng heo vậy? Chị mua. Sao chị? Chị ba đầu mua. Chị ở bên đâu hả? 331-8 Trần Khương Sạn, phường Tân Kiển, quận 7. Hả? Đúng rồi, ai dùng đơn cứ để lại số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. Những hồ ly là 120 nhưng mà là em còn có mấy chục chiếc thôi. Em nói mấy chị cái ngày đầu tiên mà em đeo những đi vô, đáng lý em chưa có tin đâu mấy chị. Nhưng mà từ khi mà đeo vô một cái là cầm ngay 700 triệu trong tay luôn. Em mới tin. Thì cái nhẫn hồ ly này của em nó rất là cháy hàng, nó làm màng vàng 10k không bị đen. Nhưng mà nếu mấy chị kỹ thì mấy chị đeo một thời gian dùng mồ hôi, ai mà mồ hôi muối thì nó sẽ bị sầm màu xuống một chút. Ê chứ đủ đẻ mày à. Nhưng mà nó không có bao giờ mà bị bay ten nha. Đây 120.000 một chiếc là giá sale nha. Nhẫn hồ ly trong áp còn nhiều. Đau gầu ghê. Sao vậy? Hết hàng. Thôi. Trời ơi, cái bút bi của em ở đâu rồi? Sao cứ lấy hoài vậy? Cho em coi bút bi rồi mấy anh. Liễu, cái bút bi Liễu ơi. Em mang cái bút bi. Bạn cường. Mày tên Duyên tao tưởng mày tên Lanh không à. Mày Lanh ghê luôn á. Những hồ ly còn 46 chiếc á mấy chị. Còn 46 chiếc. Dòng pha lê, trời kêu lai nằm mấy cái đồ hết không. Dòng pha lê. Ai kêu, ai kêu. Thỉnh, có ai thỉnh anh Thiện vậy không nè. Đây có phép lâu năm đây. Cái tay chị này nhỏ, tay mấy gì. Nhỏ, tay nhỏ. Đâu. Cái tay nhỏ, tay mấy gì không mà. Chị Hương chị nói em mới là nét đùng ở đây nó tay nhỏ, tay đen. Thôi ba, ba ốm nhớ ốm nhớ. Giống như giờ tương ốm thôi, đèn không đen chứ. Chà, chị so với giờ mày ốm cái mặt mày cũng bị đen, nó hốc quá. Mày nó hốc quá, nhưng mà đại gia bé lo không biết đen, người ta nó trắng. Chị cái này nó cắt đó. Ừ. Chị mở đang nguyên cục rồi. Nghe chưa mày không? Những hồ lây. Nhìn con biến thái nè mấy chị. Đâu? Hồi hung bắt tay. Em bị ho nách chết mẹ mà nó hung gì không biết nữa. Bây giờ em nói mấy chị nha. Cái bộ kem trị nám này là cái bộ kem trị nám bằng thuốc tây, nhưng mà nó rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Tại vì ở Thái Lan á, nếu mà chị nào mà có dịp du lịch qua đó rồi sẽ biết cái khí hậu của nó nóng gấp 2 lần ở Việt Nam. Nóng lắm, mấy chị vừa bước xuống sân bay một cái đâu, một cái hơi nó hầm lên, nó hầm mà nó nóng mà kiểu rất là bức. Cho nên người dân Thái Lan họ bị nám rất là nhiều. Thì cái nhà thuốc bên đó nó mới sáng chế ra cái loại trị nám này. Và cái bộ trị nám này nha, là nó có mặt ở bên Thái Lan là hơn 100 năm rồi. Rất là lâu. Thì nó gồm một cục sáp cam, mấy chị có thể là tắm mặt cũng được. Nhưng mà nếu chị nào không muốn tắm mặt thì dùng tắm người. Nhưng mà cục sáp cam mày tắm rất là trắng nha. Còn hai cái tiếp này, mấy chị xức cho em cái tiếp dài là xức 3 ngày nha. Ở trong nó gồm một cái tiếp kem là mình xức 3 ngày. Còn cái hũ tròn mấy chị mở ra, mấy chị xức ban đêm, xức ngay những cái vùng bị nám. Em cam kết mấy chị luôn, nám sâu, nám máu, nám từ ở dưới mà da mà ba mấy lớp mà nám lên. Mấy chị sử dụng cái này mà không hết nám, mấy chị nhắn tin cho bên em bao hàng đổi trả. Nám nặng xài 2 bộ, nám nhẹ xài 1 bộ, cỡ nào cũng hết. Bên trong nó là kem gì nè mấy chị. Nhưng mà bộ nám này là bằng thuốc tây nha. Nó không có phải là hàng bậy bạ chơi nổi đâu nha. Em dám cam kết với mấy chị luôn, cái bộ nám này mấy chị sử dụng là hết nám. Và đặc biệt giá em sale cho mấy chị là chỉ có 85.000 thôi. Chứ người ta bán là bà bán rất là mắc. Còn ai coi like không? Giờ không còn coi like thôi em tắt. Giá người ta bán rất là mắc, còn em sale cho mấy chị là chỉ có 85.000 thôi. 75.000 chứ. Chị nào lấy thì comment số điện thoại nhanh lên nha. Bộ nám 75.000. 75.000 là bộ nám 75.000. Chị nào lấy comment giùm em nám đi. Còn có mười mấy bộ thôi. Không ai coi like gì ta, chắc thật like quá. Trời, nó chặn hết luôn rồi chị ơi, buồn quá. Chặn like luôn rồi. Chặn hết từ A tới Á. Chặn like không? Chặn hết rồi, không? Chặn like không? Chặn hết rồi. Đây chim á. Chặn hết rồi. Đâu mày like thử. Like chắc được, có mà cái kia chặn luôn rồi. Mà sao tự nhiên mày bị giận vậy? Tại vì chị vô hoài đó.
Là gì má? Là thấy nó bị gì á. Hôm nay đâu liên quan gì đâu. Đang cho con bú xài được. Đang cho con bú xài được bình thường. Phụ khoa là 79.000. Đang cho con bú xài bộ nám được nha. Những người mà có bầu xong, đẻ xong mà bị nám, mấy chị sử dụng cái này là rất là ok. Ủ an, giao dịch xin chưa? Kêu bằng gì? Cưng. Thôi mày nhắc cẩn cái là mày bị đuổi. Cẩn lên. Ừ, cẩn lên. Nó like chị kìa. Like á, nó like mà. Thôi mày chỉnh, nhưng mày chỉnh gì ghê vậy mày? Nó mày lái gì mà mày? Cái like thử coi đồ coi mày gì. Mà mày phải chỉnh gì mới đẹp mà, mày chỉnh gì không giống vậy. Má nhìn tao như kiều nữ mà mày chỉnh sao nhìn giống nhân quỷ vậy trời. Kiều nữ mà chỉnh như đàn ông. Mà Lâm. Ủa gì vậy? Nước cốt quá hả? Ủa sao nãy có rồi mà? Có rồi nhưng mà Linh đang xuống Linh làm lại cho nó đậm chút nữa nè, nó nóng lắm. Giờ nóng gì sao uống? Thì chút ngồi uống. Trời ơi em đang còn uống cái ly ném kêu Linh lượt vậy thôi. Không phải thèm mà là sáng giờ chưa uống. Để nó đi. Em kêu Linh lượt đó tự nhiên. Rồi giờ Linh ngâm cái bình nó ra 720 ml nước lên mày xài. Chị thì mẹ chị hả? Chị cái bánh này người ta thấy bánh này. Chị cho em địa chỉ. Chị cho em địa chỉ thôi. Tháng giờ. Em lượm. Tự nhiên chứ gì chị Hương đặt nhà hàng làm sinh nhật cho chị. Ngoài chơi. Sinh nhật em qua rồi. Cái gì vậy? Dạ. Cái gì? Đâu gì đâu chị. Mới cơm lên chứ đâu có gì đâu. Ai kìa. Có đơn không vậy? Đưa đơn cho Duy. Ai chồng, chồng còn đơn lên không? Soạn cho mẹ một cái tụng mẹ lớn một cái. Liễu ơi lớn. Liễu ơi đó, ổ lộn Phương chứ đơn tử ghi nhiều vô Phương em đi cho thằng Sơn đi Phương. Chị lát nữa có bạn qua. Phương ơi đơn tỉnh nhiều chưa đem cho thằng Sơn lên đi Phương. Tú đưa bệnh. Nhìn xó lắm. Rồi đúng rồi chị ơi. Kìa mày quay tao nhìn thấy ghê quá mày, tao đẹp. Em quay thử coi được không, dạ sợ nè. Lòng cứ trông về một người xa cuối trời. À anh ơi anh gửi cho Ti cái hộp chưa, với anh nói Ti mua giùm mình hai cái. Mày gửi từ shop mà đến phút. Mua giùm mình hai cái điện thoại iPhone luôn đi. Mua hai cái iPhone mới ra á. Nhưng mà có màu chưa? Chưa có màu. Chưa có màu đặt cọc biết màu gì đâu lấy. Ờ nhưng mà con mới. Rồi để bán nó lại hả? Không có xài luôn. Xài hai cái này đi Thái cái kia quăng cho tụi nó làm. Thôi bán lại cái cho em 512 đây được không? Cái nào cũng 512 hết nhưng mà cái điện thoại tao tốt, còn điện thoại Phúc bể nát. Đổi điện thoại cho. Nhưng mà là gì điện thoại tao phải xài để tao đi Thái, còn điện thoại Phúc bị lộn Phúc đập nát camera rồi sao? Kỳ vậy. Địa chỉ Elisa. Anh Phúc sao lúc đặt không nghĩ tới em? Địa chỉ chỗ chị làm thiệt đó chị. Bộ nám là 75.000. Nhưng mà rất làm mạnh. Phương có đơn chưa ghi đơn xong? Có đơn. Em đưa rồi. Dứt đơn đi đưa Phương rồi nó lộ đơn tình. Cái này không có em Minh hay. Ai hỏi chốt chưa? Chị nói quản lý mai chốt cho chị rồi nha. Tranh bị đơn không? Rồi sao? Nè Duy nè nè. Sẵn cái đơn này nè. Hoa tắm dây hẹn rồi nhận rồi nhắn tin qua chị hướng dẫn sử dụng nha. Lâu rồi chị không like YouTube chứ chị lên YouTube chị like. Đây còn ít tiếng nữa, đi đi. Chị có phải ngồi máy á. Gì vậy? Lấy cái gì? Ủa sao kỳ vậy? Không lấy được anh em không? Sao được? Đâu cách đó. Lát khách qua nhà lấy đó nha, chứ không phải đâu. Cái này không chị nha. Muốn lấy cái này là chị xin nhãn quyền của thằng Facebook xong mà lấy YouTube, còn phải xin nhãn quyền của YouTube. Ok, cảm ơn chị. Ok, cảm ơn chị. Nhận được nhắn tin. À lợi cả e. Mấy bạn nhận được mày nhắn tin địa chỉ qua. Ủa cho ông Hoàng hộp bánh trung thu chưa vậy? Đem về cho ông Nhi ăn đi, cho nó mập lên chút. Hoàng nó biết chị giỡn mà. Chị đâu phải như Mỹ Duyên đâu. Hoàng nó biết chị giỡn mà. Nhi nó cũng biết chị hay giỡn mà. Nhi ơi chị quay Nhi cho con coi nha Nhi. Gì vậy ba? Không hay quay gì. Ờ tao tưởng tượng mốt đồ mắt ngoài chị không em nghĩ làm bây giờ. Nhi nó ghen quá chị ơi. Nó quậy sáng đêm chịu không nổi. Anh Hoàng là anh hai của em hả? Anh hai gì đi má. Nhưng anh hai có giống anh Phúc chắc chết luôn á. Anh hai á anh Phúc. Anh ơi em buồn quá. Sợ quá anh Phúc. Anh hai ơi em buồn quá. Cầm
không bị ngọng đâu, mày bị ngọng bị suốt nó ngọng gì à. Đừng có quạt kệ mẹ nó đi, chút nó nguội gì. Quạt sao nguội má. Bỏ cục cái vô. Anh Thái chéo lòng như uống vậy. Mốt người ta phỏng vấn chị với anh Phúc á. Thành em đưa tay nè, đứng mặt vô. Nè thôi ghê. Có mặt nhỏ là được không? Chị, người ta kiếm cái này quá trời này, chị cũng like cho người ta. Thôi mày like, còn có 10 chai thôi. Nói đi. Mọi người nói nói là mày. Nói đi mày. Mấy chị ơi, lăn nách ngựa nha, 90 nghìn một chai, cái này là 80ml luôn nha mấy chị. Cái này là nào thôi, lăn một cái là hết, lăn một lần là chồng mê tới già luôn á chị, có một chai 90 ngàn thôi à. Nhưng mà đặc biệt rất là hên nữa mấy chị. Hên lắm nha. Nó đang làm gì chứ? Nó đang không có bị thôi, cũng lăn nữa đó mấy chị. Ba nó hỏi mày kiếm chai ba 80 tuổi hả? Mày dính xong cái tao đập mày chết. Giờ chị chơi trong già 80 tuổi luôn rồi. Anh quấn gì vậy? Gẹp thì mi kìa Thanh. Mập. Thanh mập. Anh quấn gì vậy? Thì mi kìa. Nó lo nhìn ngoài nghĩ nó không biết gì chưa? Một ngày con uống 3 chai nước đó hả bé? Rồi con không ăn cơm hả? Ăn nặng lắm. Ăn gì? Ăn bình thường. Hôm nay chị đâu thấy đâu mày. Ăn đầu đó Thành. À. Béo ăn đổ. Bị gì ăn giống bé chưa ốm đi mẹ. Gì ăn gì ốm hơn bé mà. Bé nó ốm hơn. Bé nó ốm hơn. Sao mà so với một người lùn được. Sao mà so với một người lùn được. Nhìn những cái mặt của con được mà. Để nó lùn mà. Lăn ngựa muốn Thịnh phải có số điện thoại nha. Phật bản mệnh là Phật gì em chị không có gì. Ý chị chơi em lộn quá Thành. Em không thích chị đó em lộn nha. Em lộn. Mẹ ơi biết chưa. Nó lấy áo mày chùi rồi. Quá vậy. Không có chuyện nào đâu á. Chết rồi. Lấy tiền trọi. Đây lấy tiền trọi em đi. Lẹ đi. Đồ gì trời má trời nổi chuồng thấy mẹ. Bóc lửa. Má lỡ nó một bồn ra cháy vậy đó. Quỳnh Đạt, Quỳnh Đạt cứ lẹ lên. Ai đặt lăng nách phải có số điện thoại mới chốt được chứ không là không có chốt được mấy chị. Không có số điện thoại là chốt không có được. Chị Nám muốn đặt cũng phải có số điện thoại, giờ Nám cũng phải có số điện thoại. Mà cái gì cũng phải có số điện thoại hết. Lăng ngựa, ai có số điện thoại mới chốt nha. Để số điện thoại lên đi mấy chị ơi. Em chốt cho em là quản lý mai dễ thương nè. Chơi chị em á. Không em chạy thiệt. Đề nghị đuổi việc. Em là quản lý Mai dễ thương nè. Để điện thoại đem chốt cho. Em tặng quà nhiều lắm. Tặng hết nhà chị Hương luôn. Mai trẻ treo quá mấy chị. Đó đơn đơn mày, nè. Dòng tay diện của chị đẹp thế. Là dòng nào? Có dòng mấy hả? Dòng dưới hay dòng trên? Chị mấy giờ mình đi 2 rưỡi đúng không? Dòng dưới hay dòng trên mấy chị? Chị quay rưỡi quay chị lại tiếng đi. Em đi với đi không? Đi. Quay tới hết nguyên trường coi chắc đạo nấy náo loạn trường chiếc luôn. Trời vô chứ ngắt cu mấy nhóc đảo luôn á chị. Này dòng dưới hay dòng trên? Người quá má ơi, người. Má ơi. Dòng dưới 200. Dòng này 99.000. Dòng này 99.000. Gì? Anh Hoàng. Dòng phong thủy là 99.000 nhưng mà không có nhiều. Tại vì vòng phong thủy là mấy chị hiểu không? Nó co giãn cho nên tay mình mập hay tay mình ốm cỡ nào mình cũng có thể đeo được hết. Vòng dưới này là 200.000 nha. Chị Phương nám ơi. Xong mà em phải giữ. Em chị nám xong Phương đi nám thì nó vẫn nám là bình thường. Phương mập. Cái này là giá 99.000 một giây nha. Cái này là dây phong thủy giá 99.000 một giây. Chị nào lấy dây phong thủy comment giùm em dây phong thủy nha. Giá 99.000 một giây. Và không có nhiều. Không có nhiều hàng. Bây giờ sao nè, quỷ đơn đó thấy gì? Tìm đâu Quỳnh Đạt giùm em gấp đi. Nhớ nha Quỳnh Đạt. Không thấy ai comment chắc tắt đi like rồi, đi vô đi gì mất công nữa. Quỳnh Đạt em ra đơn mới á quỷ nha, dữ dằn dữ dằn đồ đồ thái nó này về nhiều lắm, nhiều lắm. Ủa này đâu phải chết cho mình đâu có không không. Ở đây chú Nguyễn Chi dần dần mà mày còn hỏi nó bởi gì mày đeo mắt kiến chi vậy. Không có số điện thoại là chốt không được nha. Dây phong thủy là 99.000. Nhưng mà dây này hên lắm. Phép Salika em muốn đặt em phải để lại thông tin gì mới nhờ thầy Sơn được nha. Dòng phong thủy là 99, dòng dưới là dòng pha lê. Ủa sao nó lên mua rồi? Nó lên mua rồi.
Vậy giờ em mua gì nữa? Có gì nữa? Sao bông nhặt đồ chó sao bông bột quá hả? Chị tự đi mua bốn bịch đi, bịch 5kg, bốn bịch 20kg. Đủ chưa? Để lại bạn chị hùng em ấy. Chị tự đi mua đi. Tại vì ít mà. Ít mà tự đi mua đi. Để em phút thằng hết con bé. Vòng Salika là không cần thông tin. Vòng Salika là 99.000. Vòng pha lê đeo cực kỳ may mắn luôn em hên lắm. Nói chung là đồ bên chị Hương, mấy đồ này đeo gì cũng hên. Cái nào đeo cũng tài lộc. Mày lo mày làm tin nhắn với tao chưa? Mới kéo ra đó mà. Đi ra. Người ta nói chuyện bằng cái miệng nhưng mà cái tay thì người ta giờ đang chống lại. Cái tay nào tay trái? Tay kia. Cái này hả? Tay này nè. Cái này dùng vàng này, dùng vàng nào vậy? Dòng này thì là 45 triệu. Dòng này là 30-40 triệu. Dòng này 17 triệu. Dòng chỉ trắng này thì là 59.000. Đây nha, em nói giá từng cái cho mấy chị coi nha. 59.000, 17 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Vòng Sadika gần hết rồi, không có dám like. 99.000 dòng mà hơn lắm. Dòng Sadika nó hơn lắm mấy chị. Dòng này là cầu gì được đó, ước gì thấy đó. Hai nhẫn hồ ly, một dây phong thủy. Có sinh nhật chip đúng rồi, hay mai hay hôm nay? Hôm nay. Mai tặng quà. Đúng rồi, mai mới tặng ba mà. Sao bóng cam? Hôm nay là làm. Chí không có xài xà bông Việt Nam. Phương đem về tắm con cù đi. Khùng, xà bông cam ai là xà bông máy mà. Anh ơi, chú Út Ngọc à. Út Ngọc là ai nữa? Nào quá. Tặng dòng mà sao lắm tiền vậy cô? Tiền nhiều thì để cho em. Không, mày đứng mày bỏ tay vô túi đẹp trai ấy bộ. Giờ đóng hàng mày đứng bỏ tay túi với mày đẹp trai ấy. Nhìn ngầu ghê luôn á. Anh Duy ơi. Nhìn đúng ngầu luôn á, đúng đẹp trai luôn. Vậy. Sao chị không biết là cậu mấy ngày lá đi. Giờ mày lấy ha. Đang kiếm rồi. Rồi làm không làm lại đứng khoanh tay nhét túi giờ ông túi mới giống như chủ, nhìn đúng đẹp trai luôn. Cái nhà làm cái gì mà khói không vậy trời ơi là trời. Nghe hết khói nè. Anh Phúc đâu rồi anh Phúc? Anh đi ra đường giùm em được không? Em bực bội anh lên nhìn cái nhà rồi Phúc anh nhìn thử rồi Phúc. Anh đi ra đường anh hút con Tú rồi mày muốn tao chửi mày không? Ủa tự nhiên anh không đi vô khác không sao vậy? Đi mẹ mẹ kia mày mua. Anh Phúc này á. Thằng ông nội đâu rồi? Đi ra đường này chứ tao mày ngồi mày kéo phù phù phù. Ngồi vậy anh kỳ quá Phúc ơi. Anh Phúc định làm sân tùng ở nhà Hồ Xuân Hương hả? Anh nhìn cái nhà kìa. Ôi chị ơi, sân tùng mày không thối đợi cái này anh bơi luôn. Áo mà dính son không rồi nó bơi kìa. Mày biết chưa? Anh nhìn cái nhà kìa Phúc. Em bơi quá. Bơi, 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 bơi. Bực mình anh Phúc ghê, mặt em nói mụn là tại anh á. Sao cái này đâu nói mụn. Trời ơi anh Phúc mới hút bả chén này. Nè nổi nè mà. Nhưng mà tao bị nói mụn. Chửi anh Phúc. Nhưng mà em yêu cầu anh hút thuốc lên ra đường hút. Anh hút nào? Đúng là lại cơ. Đúng, đúng. Ở bên không? Bên kia nè. Đốt bóng năng cái hương vậy, mà. Vậy, cái đống như luôn rồi. Cái đốt hương á chị ơi. Thuốc năng mà khói dữ vậy trời.
cái khói đó là khói tàn mà. Hút thử rồi, bà kêu ông hút thử rồi. Khói tàn không, khói tàn, khói đó khói tàn. Khói đó khói tàn. Mấy hương bay ra nè. Hương á chị. Tàn không? Tàn, tàn. Mày dắt ông Phúc với mày yêu nhạy xin rồi đứng cho nó kéo cho mười thôi, đứng rồi tàn không? Mày vô, dắt ông Phúc cách. Ủa má, bữa qua khách sạn nó kéo người ta không thấy đường luôn. Kéo người cái phòng mà mày không không thấy đường luôn á. Tàn cái khói đó có hút. Tàn nó quần quàng. Tàn, nó thì khói tàn. Không có, nhưng mà trong khách sạn bữa có gì mà cái đó là trong cái phòng nhỏ, cái này là này nó tàn. Thôi má, tàn chí quà á. Tàn, mà tàn, 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 em kéo cái tàn, 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 bánh còn nhiêu hộp vậy? Kề mấy đứa bé Khanh tặng cho khách kề, gửi khách tặng đi. Lon tặng khách, gửi khách tặng đi. Mỹ Duyên có tặng khách rồi không? Bé Thu có khách quen cái này, tặng bên Mỹ không chị? Anh Phúc ơi, không. Giờ, bây giờ có gửi đồ qua Mỹ không? Thì là gửi luôn. Chiều nay ta chuyển 104 triệu mới được. Alo sao chị? Đưa cho anh Phúc hai hộp chị đi. Ủa đưa chú Trường chưa? Chú Trường ăn cơm chưa? Đưa cho anh Phúc hai hộp đi, Phúc gửi gì cho má giùm đi. Đưa anh Phúc hai hộp đi. Gửi gì cho má, rồi đưa cho chú Trường hai hộp, chú Trường cho chú Bảy. Cưng đưa cho anh Sơn thêm một hộp nó đi, là cho má chị gì. Một hộp 8 cái, hai hộp 16. Một hộp 48 cho tao quên rồi, 4 cái thì phải. 8 cái. Rồi vô đưa anh Sơn đi. Một hộp nhiêu? 18 cái. Vậy tao giỡn một hộp, gắm đúng 10 cái tao trừ tiền mày nha. Nó có 6 cái rồi chị. Không, một que nó một thùng nè. Một thùng có 6 cái. Trời chuyển mua đen trời dưới vậy trời. 5 cái, 5 cái. Mấy sao đi? Coi trời chuyển kìa. Nhân viên bên chị khùng không mà em ơi. Vui em, lắm chị. Em nghĩ con chủ nó khùng vậy rồi sao? Đi xe máy anh rồi, em thích đi ra. Thôi vậy lấy Mercedes chở em đi đi. Yes, yes, yes. Mua chừng đi, mua chừng mực mua cho nó ngồi mua clip lên YouTube luôn. Em muốn đứng lên mà tóc em nó bay vào phía sau á. Xe lăn thôi, em nhường anh đi trước, đi trước em nói bố theo sau. Em nhường anh chị luôn á. Trời Duy mày giống chủ mày khoanh tay có xem mày vừa đi mày vừa hát. Ủa mà sao mày hát mà vừa đi mày vừa hát trời mày giống chủ quá ha. Em ngại nhìn mắt rồi hả? Hay mắt cỡ ngại đỏ mặt luôn á. Chừng nào nó ngại nó cụ quần mình mới sợ chứ ngại gì đâu. Cụ quần em không mà. Vừa vô má. Em ép gì chị Thiện? Thôi con chip nó tiếu mày kêu nó Thiện kêu nó cởi quần ra đi nó kêu không. Nó gỉ quần mà. Mà Thiện này cứ nhiên kêu người ta cởi quần ngoài đúng kìa. Mà chị nó vậy đi má mới ra đường gặp mấy thằng già biến thái ấu dâm á con tao biết đề phòng. Con nhỏ mà 6 tuổi đó giờ trên báo đang kìa cắt bộ phận sinh dục luôn. Má đúng tội luôn. Nó bị hiếp dâm đó, giờ nó cắt bộ phận sinh dục luôn. Mà sống hay chết. Trời Ngọc Duy ơi em cảm ơn chị nha. Không có đẻ được. Nó ác quá kìa. Kìa người ta khen em thì chị thấy không? Thích cô Hương với chị Khanh kìa. Cô Hương đẹp còn chị Khanh. Thằng Thiện nó đi đâu nữa rồi? Lê Trung Thiện, hello boss. Trung Thiện rồi. Ê thằng mặt lồn mày ăn lẹ mày lên mày lấy chị mày lên mày đóng hàng cho tao chơi mày ngồi dưới đó mày 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 hé lô bó em mua luôn chưa quỷ cái gì mày không quỷ được nó quỷ nhập đây 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 em quỷ cho Duy ơi Duy ơi quỷ đi em đọc số rồi đang ấy mà đi đi tiện cho ông Duy ớt đọc số số nào số này à bấm mày ghi mỹ phẩm giùm giờ mày tích vô cái ngực là đã nhập hết đi 353 mày tới chưa nãy nhập áo đi lát cái gì mày lát mày lên mày đưa hình cho mày nhập hình nè nè buồn qua duyên nè cuối hộp sau đó ở ngọc nè kia không buồn 8 cái 6 cái sáp chi mụn này không có nè dạ anh dục nha rồi gà sáp chi mụn đi dạ tới một phần cái này giống nước nó chảy rồi em ơi nhìn chú mốt mỗi lần chị hát cái cưng đẹp kiểu gió rồi nha không tại chị không có hơi đó tú lòng cứ đi ăn cơm về nha có gì có nước của xem chung chị nha ta cuối trời đi nha tú đưa điện thoại mày cho nó đi đang sạc pin rồi đây nhiều nhiều comment rồi hồ thị mà đấy ơi
sẽ ấm đôi lời, lòng còn nhớ mong hoài. Mày có xuống sông tố không? Tố tương tác, tương tác chung hồ thị. Sạc bim chị Tố. Em ơi. Vậy đi cơm vậy. Màu áo. Mày muốn tao cắm nam nữa cơm chung nha. Màu áo phong sương. Mình ước quy. Cho chị học hàng ơi Cường. Ngày mai là nhân viên bên em nó chỉ làm việc tới 4 giờ tại nó đi ngựa đéo hết rồi mấy chị. Cho nên mấy chị đặt hàng nhớ đặt trước 4 giờ ngày mai. Còn nếu mấy chị không đặt trước 4 giờ ngày mai là ngày mốt mới được chốt. Khi nhận hàng vui lòng nha, nhớ giùm chị Hương có mộc tròn đỏ nha. Đây, không có mộc tròn đỏ là hàng giả mạo nha. Hàng ở tỉnh hay là ở thành phố gì đều có mộc tròn đỏ. Nếu đơn hàng không có mộc tròn đỏ là hàng giả mạo. Ai vậy? Ủa anh ơi, anh nhắn tin cho bà Phượng chưa? Bà nó hẹn hoài vậy trời. Trả hàng á em. À em đi vô trong, bữa gì chị đâu nhận tiền gì đâu Ký. Rồi em vô trong đi anh Phúc rồi. Anh coi cái nào có nhận thì ký cho mạnh anh ơi. Anh hỏi bà Phượng á. Nhà có người đẻ mà chưa đầy tháng em thỉnh hoa giải hạn em tắm được nha. Tại vì khi em tắm lên nó là may mắn cho em và cả bà đẻ em bé luôn. Những lúc kiểm tra từng đưa có kiểm tra ý là chuyển khoản không? Tại gì? Đâu biết đâu. Thôi kìa. Thì thỉnh phép là chị tặng dầu. Bộ nám là 75 nha. Phí ship 50, tặng dầu trúng số 550. Chị nào đặt hàng để số điện thoại lại giùm em nha. Đây là một tròn bên em nè. Khi mấy chị nhận hàng là phải có số điện thoại. Không có số điện thoại là không chốt được. Ủa sao ghi hàng không ghi bằng cái viết nốt cho nó đẹp, đứa nào ghi đơn vậy? Gọi trắng đơn đi, đen đi với chị. Mắt em cắt đẹp hả? Chị muốn biết chỗ chứ anh móc cho em nha. Anh móc cho em rồi em chị cho nha. Cái này có đem tiền qua cho chị không? Nhiêu anh? Là còn đơn ngoài đó không? Anh hỏi chị Phượng còn đơn không Phúc? Một ngày ăn cơm một lần thôi hả? Cưng không? Mày cứ ăn mấy lần? Không có nhịn nổi gì chỉ rồi bà, nó thiệt á. Đây, mày thấy mới ăn phở rồi không? Ừ. Mày thấy nó mới ăn tô phở rồi. Nhịn không có nổi gì chỉ chứ nhịn ghê đó. Mày thấy người ta đâu ăn gì đâu, mày chứ tao nhịn không nổi. Có ngày Hương ăn, có ngày Hương không, ăn. Không, bữa giờ chị không ăn. Ý là ăn uống tiểu chị. Thì uống cái này thôi nhưng mà không có ăn. Từ lúc mỗi lần hết ăn luôn rồi. Thì chị uống cái này thay vì nói ăn phở, chị không ăn phở, chị uống cái này chị không có ăn luôn. Tùy theo cơ địa uống số. Nhưng mà nó ăn, mày không hiểu hả? Mình ăn. Nó mập chứ, bữa nó mập mà. Vẫn ăn nhưng mà đáng ăn mà. Chị bé chứ có mà do mà. Đau quá gì. Sếp hút tài lộc bên chị hết rồi. Ừ, ớt hay rồi. Hay cái gì vậy? Canh con chip vừa về, mỗi đứa đưa một cái đứng chạy các bạn. Ai vậy? Bọc kiến. Mày kêu đeo vô từng đứa, con chip về, con nhạc đứng chạy. Đụng nó khóc lên hỏi xui xui. Nó tưởng đụng nó nhạc khùng hết rồi. Đúng không? Nó tưởng nguyên nhạc khùng hết rồi đụng. Chọc cho nó đó, chọc cho nó. Chúc mừng chồng ơi, lấy máy quay phim đi nha chồng, ăn xong like xong rồi đi giờ chắc tắt like quá, thôi bye bạn nha.